tại sài gòn thảo ngồi uống rượu trong một quán bar cô ta nhìn những hình ảnh trên điện thoại quân gặp gỡ các cô gái anh ta cười nói vui vẻ và không hề tỏ thái độ khó chịu như khi nói chuyện với thảo cô ta cười rồi rơi nước mắt tại sao tại sao anh không dành nụ cười đó cho tôi dù chỉ là một chút nếu anh có tình cảm tôi đã không ngoại tình tại sao vậy thảo nhớ lại trong lễ cưới khi cha xứ hỏi quân con có muốn cưới phạm thanh thảo và nguyện yêu con bé suốt đời không Quân lầm lì, Thảo quay sang nhìn nói nhỏ. Anh làm gì vậy? Mọi người đang chú ý đấy. Con nghĩ, con yêu hay không yêu chuyện đó con sẽ giữ trong lòng. Vậy là có phải không? Thảo nhảy mắt cha xứ trao qua lời của Quân khi kết thúc hôn lễ, Quân và Thảo tới khách sạn. Anh phải bay rồi. Anh nói gì vậy? Chỉ ít anh phải đợi qua hôm nay chứ. Theo thỏa thuận chúng ta chỉ trên danh nghĩa, anh đã nói trước với em về cuộc hôn nhân này. Bố anh đã sắp xếp nên anh không thể nào làm khác, còn anh không hề thích em. Em tin em sẽ khiến anh yêu em Anh rất mong chờ đến lúc đó Giờ anh phải đi rồi, tạm biệt Thảo ôm mặt gục xuống bàn trong quán rượu Khi nhớ lại nụ cười duy nhất Mà Bùi Hoàng Quân cười với cô Nụ cười đã 4 năm trôi qua Sáng hôm sau, tại nhà tù khu VIP Người đàn ông tóc trắng tay vẫn cầm cuốn sách Bước ra ngoài tới phong thái đứng đạc và tự tin Này con có nhà hướng tới thăm bố cô đấy Tại sao bố nhất quyết muốn con cưới Phạm Thanh Thảo? Tại sao đến giờ này bố vẫn muốn con phải chịu đựng con đàn bà đó con đã làm tất cả những gì bố muốn. Ta làm tất cả vì ai? Bố chính là vì bản thân bố. Thằng con ngu ngốc, ta già rồi, ta thiết tha gì nữa nhưng ta vẫn phải giữ tất cả cho mày bằng bất cứ giá nào, kể cả cuộc hôn nhân đó còn bé đó phù hợp với con. Bố nó khi đó đang đương chức quá mạnh để có thể đỡ cho con. Con tự làm được. Mày không có bố mày thì tuổi mày đã có những thứ đó sao? Con ơi là con, nghe bố. Con sẽ ly hôn vì sao mày thỏa sức chơi bời cơ mà làm chủ tịch thì phải có hôn nhân tốt không được phép có lý lịch hôn nhân giống như bố năm xưa vì sợ vợ cả nên mới quên đi tôi chuồn gì bố vẫn nhớ con đó thôi chỉ vì con trai ông chết không còn ai nên ông mới đến đón tôi tôi chỉ là đứa trẻ thừa trong cuộc đời của ông mà thôi con phải nghe lời bố quân đứng dậy quay đi người bố nhìn con trai đi khuất rồi thở dài ông ta nói với đệ trong tù tôi chưa bao giờ coi nó là kẻ thừa Sao nó lại như thế được Cậu quân trong quá khứ ở với mẹ Có quá nhiều tổn thương nên có lẽ sinh ra hận thù Con đàn bà khốn kiếp đó Làm hỏng hết tâm hồn của con trai tôi Nó nghĩ rằng tôi ép nó kết hôn Làm khổ nó mà nó không hề biết rằng Nó cần một nhà vợ hung mạnh Để tương xứng tôi sai sao Không yêu lấy nhau cũng khổ Đi thôi tôi ra bóc cho ông Điều tra bên ngoài xem cô Thảo đó Lại làm gì khiến nó phát hâm lên Đến tận đây như vậy Vâng tôi sẽ cho người làm ông đừng nghĩ nữa bọn trẻ giờ khó hiểu lắm tại nghĩa trang trong thành phố bùi hoàng quân ôm bó hoa trắng đặt lên một ngôi mộ có tên bùi hoàng mi lâu lắm rồi anh mới có thời gian qua thăm em anh vẫn đang tìm hắn khi nào tìm thấy anh nhất định sẽ đưa nó tới đây để tạ tội với em anh nhớ em em gái của anh bùi hoàng quân ngồi tựa vào ngôi mộ rồi bật khóc như một đứa trẻ lần đầu tiên anh ta yếu đuối khi đứng trước mộ của em gái mình tiếng khóc than hai tay anh ta ôm lấy miệng để cố không thành tiếng Người đàn ông đó có tất cả, nhưng sâu trong tâm hồn lại là vết thương rất sâu. Nga tỉnh dậy đã thấy đồ của cô ở đây, cô vội hỏi "Dì Kha, dì ơi, chuyện này cháu..." Cậu Quân đã quyết rồi, cháu đừng ngại, sống thử cũng tốt, hiểu thêm về nhau. Nhưng anh ấy đã có vợ, cháu làm thế này là trái với đạo lý ạ. Cháu không còn lựa chọn, hôn nhân của cậu ấy chỉ là danh nghĩa, hai người họ kẻ bác người nam. Nhưng dù vậy, cháu không nên đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của cháu thì không ai có thể trách được, ngay cả cô Thảo vợ cậu ấy cô ta cũng ngoại tình đầy đó thôi, hai người họ vốn đã sống riêng ở hai thế giới. Cháu biết là không có lựa chọn, nhưng cậu Quân là đứa trẻ đáng thương, về ngoài của cậu ấy che đậy đi tất cả, hãy ở lại và giúp cậu ấy vượt qua. Nga nghe gì Kha nói hàm ý như vậy, cô thở dài xách đồ lên phòng rồi tự sắp xếp sống chung, nhưng Quân để cho cô ở phòng đối diện để Nga có khoảng riêng, Nga đứng nhìn bức ảnh lớn trên tường ở hành lang khi quân mặc bộ đồ chiến binh, hai tay cầm kiếm, cô buồn bã nhìn bức ảnh. Rốt cuộc anh ta là người như nào? Anh ta thật ra mà nói đối xử với mình rất tốt, chỉ là tại sao lại là một mình cô gái chẳng có gì? Chỉ có vết thương lòng rất sâu về chuyện tình cảm, còn anh thì anh có một vết thương lòng nào đó không? Đến sầm tối, cơn mưa ảo ảo đổ xuống, Nga chờ quân nhưng mãi chưa thấy về, gì kha dục. Hay cháu ăn đi, cậu ấy có lẽ bận gọi không được. Thôi cháu chưa đói để chờ thêm chút nữa Nga đi ra đi vào Thấy ánh đèn xe về gương mặt cô mừng rỡ Từ trên xe đi xuống quân mặt lạnh tanh Người anh ướt sũng đi lướt qua Coi như không thấy Nga Anh ướt hết vậy, anh ăn gì chưa Đừng nói chuyện khi tôi chưa cho phép Nga thấy anh ta khó hiểu Cô lầm bầm rồi quân đi thẳng lên phòng Cơn sấm chớp nổ ra Quân chạy vào góc ôm đầu Người run lên bên ngoài cửa Nga vẫn nói Tôi chờ anh về đi ăn cơm đấy Thế mà anh lại bảo là tôi không được nói anh là vua à mà ra lệnh ngang ngược thế anh thay đổi đi còn ăn cơm không là tôi tự ái bỏ đi đấy bên trong phòng quân ôm đầu tay run rẩy miệng lầm bầm đừng đánh tôi mẹ ơi đừng để ông ta đánh con đừng để hắn đánh con mẹ nga cuối cùng ăn một mình thì sau khi đi công tác về thấy nga liền giật mình sao em lại ở đây anh ta nói muốn em sống chung em không có lựa chọn chị hiểu rồi dì kha sấm chấp lâu chưa một tiếng rồi nay sầm chấp lâu thế không biết cô lo quá cửa khóa trong à cô, ừ cậu ấy khóa trong. nga ngồi vừa nghe mà không hiểu gì kha và kỳ đang nói đến điều gì. đến lúc nga đi ngủ cô vẫn ở mức vì thái độ của quân. cô bật dậy, chẳng lẽ mình cất đồ đi về? tên này như bị hâm, lúc thế nọ lúc thế kia. không nghĩ nữa mặc kệ anh ta. cô đặt ly trà lên bàn. quân ngồi ngậm điếu thuốc, gương mặt vô hồn. cậu có cần gọi bác sĩ tới không? không cần, qua rồi. cậu cứ tự mình đối diện nỗi đau có thể chia sẻ ra mà. Tôi ổn Nga đi nghỉ rồi à Cô ấy chờ cậu về dùng cơm Nhưng cậu lại bảo là không được nói chuyện Khi chưa được cậu cho phép Tôi nói vậy sao Vậy hẳn là cô ấy ấm ức rồi Quân đứng dậy mặc bộ đồ ngủ đi ra cửa Cậu Quân Tôi nghĩ vẫn nên để cậu điều trị tâm lý Nỗi đau của tôi không ai có thể chia sẻ Quân nói trong trạng thái rất buồn Anh ta mở cánh cửa phòng của Nga Thấy Nga đang ôm con gấu ngủ ngon lành Anh ta đi ra cạnh cửa Hôn lên tay Nga bàn tay quân khẽ vuốt nhẹ tóc cô ngủ ngon nhé anh chẳng biết nói gì vì anh hôm nay rất buồn thật đấy anh rất buồn quân bước ra khỏi cánh cửa nga mở mắt cô tỏ ra lo lắng anh ta sao vậy mình đến đây ở làm anh ta buồn à vậy còn giữ mình làm gì sáng hôm sau khi nga dậy chuẩn bị đi làm nga đúng lúc đi chạy về mồ hôi vẫn đầm đìa anh ta mỉm cười khi thấy nga nga lại sưng xỉa mặt mày chào em đêm qua ngủ ngon không anh cho tôi nói chuyện rồi à? Chuyện đó... Nhưng không phải anh cho tôi là tôi phải nói. Thế nhá, Di Kha ơi, cháu đi làm đây. Nga đi thẳng ra ngoài. Quân xoa đầu bật cười. Trên xe đến chỗ làm quân nói với Thiện. Ghé qua bệnh viện đi. Dạ. Quân tới bệnh viện tư, khu bệnh viện năm sao dành cho người giàu cũng do anh ta là chủ đầu tư và sở hữu. Trường khoa vỗ vai. Sao thế? Dung ông có vấn đề à? Không, tao thì có vấn đề gì. Thế tới tìm tao đi nhậu à? Lát tao có ca mộ rồi Không, tao tới tháo ông dẫn Gì thế? Không sợ chơi bời ra sản phẩm nữa à? Tự dưng lại muốn có con mới khổ Ôi rồi Đại gia bùi hoàng quân của tôi hôm nay Bị cô nào bỏ bùa khiến có con thế này Thôi làm đi Tháo xong kinh quan hệ một tuần đấy nhé Ok Quân nằm lên bàn anh ta nghĩ đến Nga và mỉm cười Tôi ngờ cơ quan anh ta vẫn có thuốc trong người Nhìn Nga anh ta thèm đến phát điên Hắn gọi cho ai đó hôm nay bắt hộ anh một đứa con gái tiền nong không thành vấn đề nhốt nó đến địa chỉ anh đưa là được tùng nút nước bọt khi thấy nga cười nếu như chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời em nhắm mắt cũng sẽ thấy mãn nguyện bộ phim chiếu trên tv trong giờ nghỉ giải lao khiến cho nga và mấy chị em đồng nghiệp xem mà nước mắt ngắn nước mắt dài cô bạn tên hạnh khóc nhiều nhất cứ bảo sao ghét phim hàn xem xong toàn sưng húp hết mắt Nga lấy khăn giấy lau nhẹ Buồn thật Phụ nữ luôn là người khổ và thiệt thòi trong mọi chuyện Mong rằng chúng ta luôn tìm kiếm được người đàn ông bên mình xứng đáng Khó lắm thôi, tao về đây Nay đến lượt nấu cơm à? Ừ Nga ấp úng, vừa ra đến cổng thì Hân đến đón Cả hai đến một quán trà sữa Thế là bây giờ ở đó luôn hả? Ừ, biết làm thế nào được Dù tao không muốn nhưng mà hắn luôn nắm được thóp của tao Tao nghĩ cũng chẳng còn gì để mất Thì cứ thử xem xem rút cuộc anh ta muốn gì Ừ cũng mong anh ta chán mà buông tha cho tao Hài nhỉ Anh ta thiếu gì tiền Đồng nghĩa với gái không thiếu Mà chả cần tiền nhìn anh ta đàn ông thế Cũng khối em chết Không hiểu sao mắt cũng có đờm hay sao mà chấm mày Gì mày dìm bạn mày thế Nhớ tao có ưu điểm nào đó thì sao Tao thấy mày chả được điểm gì Nếu anh ta không có vợ Thì tao cũng không lăn tăn đến mức này Nhưng anh ta có vợ nên tôi rất khó xử Chắc cô vợ phải thế nào mới để chồng như vậy Hơn nữa lại không sống cùng nhau Dù thế nào vẫn là vợ chồng Còn tao đang là tiểu tam trà xanh Không phải mày thì cũng có cô khác Đừng nghĩ nữa giờ hãy sống thật vui vẻ đi Sống vui với chồng người khác Tao không làm được Nhưng mày đâu được lựa chọn Mày không hề được lựa chọn giờ có nói gì Mày cũng đang là nhân tình rồi Nga ôm đầu về mặt mệt mỏi Về trước đi tao ngồi lúc nữa rồi về Ừ có gì alo tao nhé Ừ trong quán trà sữa du dương câu hát Kho tàng anh quý giá Giới hạn trong từ ngữ Sống mà như không sống Sống như một kẻ ngốc trước khi em đến Nga thở dài rồi đứng dậy cô suy nghĩ Anh ta rút cuộc Thích mình ở điểm gì Người của Tùng bước ra từ trong xe tiến đến gần Nga Thì một chiếc xe đen xích trước mặt Nga Cửa kính mở ra là kỳ Lên xe đi em Sao chị biết em ở đây Giờ chị phụ trách theo em Theo em ạ à? Phải lên đi Nga lên xe thiến cho đám du côn thụt lại, chúng gọi cho Tùng. Cô ta có người đón, chưa làm được. Không sao, tao chờ được, không cần gấp. Trên xe kỳ dừng lại ở một tiệm bánh ngọt. Cô xuống đi. Chị ăn bánh à? Không, hôm nay là sinh nhật quân, cậu hiểu ý tôi phải không? Hôm nay à? Phải, vậy để em mua bánh. Nga đi xuống mua bánh còn đúng cái hình trái tim, còn lại đều hình trẻ con công chúa. Em ơi, không còn kiểu nào nữa à? không chị ạ à, còn cái đó cho người lớn có cái đó đẹp mà nhân thạch ngon lắm vậy chị cho em cái này ghi là gì hả chị em ghi cho chị là chúc mừng sinh nhật anh xong xuôi nga mang bánh lên xe kỳ mỉm cười cậu ấy không còn nhớ cả sinh nhật mình sao lại vậy ạ à? chưa năm nào cậu ấy tổ chức sinh nhật tôi nghĩ do sếp không thích ồn ào hôm nay làm việc cả ngày cũng không đả động gì cả cậu ấy là vậy lao động hăng say lao động không biết mệt mỏi thế nên mới đạt được thành tựu hơn người khi tuổi còn trẻ. Ra vậy, bảo sao người đã giàu lại cứ giàu hơn. Nga này, chuyện chị bảo vệ em rời ra cậu quân, chắc em còn nhớ chứ? Vâng, em vẫn nhớ. Thế nhưng chị lại quên rằng là cậu ấy muốn có em. Em không thể chạy trốn, không thể làm gì. Vì vậy chị mong em trong thời gian sống chung hãy tạo cho nhau những ký ức đẹp. Cậu quân có nỗi khổ tâm mà đến lúc nào đó em sẽ nhận ra. Nghe câu nói đó, Nga cứ suy nghĩ mãi trong suốt cả chặng đường về nhà. Vừa về tới cổng cũng đúng lúc xe của quân đi về. Cả hai xuống xe chạm mặt nhau, Nga cầm hộp bánh giấu sau lưng, quân mỉm cười. Cô giấu gì đấy? Không có, đồ phụ nữ nên tôi không muốn anh thấy. Quân cười nhẹ rồi quay đi. Anh ta vừa đi vừa cởi cà vạt, vẻ mặt rất mệt mỏi. Di Kha liền hỏi, cậu hôm nay không khỏe à? Mặt nhợt nhạt lắm. Không sao đâu, phải cho tôi ly trà hoa hại đường. Vâng, nga vừa mang bánh vào liền cất vào tủ lạnh dì kha vỗ vai lên trên đi này cậu ấy mệt đấy lên giúp cậu ấy thay áo anh ấy lớn rồi mà gì Rốt ạ à, đàn bà khéo không đi đâu mà thiệt nhưng cháu ngại lắm thôi gì à nga đi thẳng lên phòng bên đối diện quân đứng trước gương cởi bảo cúc áo anh ta nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật thế nhưng anh ta không hề mở ra trả lời họ màn hình cứ thế đầy ứ tin mặt quân lạnh tanh bước vào nhà tắm tại sài gòn thảo gọi điện cho kỳ tình hình thế nào rồi tôi đã làm theo lời cô dặn để cô ta đi mua bánh sinh nhật cho cậu quân rồi tốt lắm thật may mắn vì có kỳ đứng ra ủng hộ âm thầm giúp đỡ tôi tôi không hề phản bội sếp mình tôi chỉ trả ơn cho cô theo đúng nghĩa mà thôi ok tôi cũng chỉ nhờ cô đúng việc này cô ta khác với những cô gái khác anh ấy lựa chọn cô ta tôi lo sợ cho vị trí của mình kỳ cúp máy bàn tay run lên khi mở cửa phòng Quân nghe thấy trong phòng Nga đang bật máy giấy tóc Cô miệng hát rất to Baby à Như sói ca bước đưa ra từ truyện tranh Thay mặt mọi cô gái trên thế giới em yêu anh Quân mỉm cười đi xuống dưới Gương mặt anh tỏ ra rất vui Khi trên bàn là hai chiếc bát cơm Anh ta bỏ ra hai chiếc ly Và chai rượu vang Nga đi xuống tóc vẫn còn hơi ướt Cô nhìn xung quanh Dì Kha đâu rồi ạ? À? Có việc gì? À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi Tại đến giờ ăn cơm rồi Dì ấy luôn ăn trước rồi, ngồi xuống đi, uống chút nhé. Anh uống rượu rút chắc gan kém lắm nhỉ? Vang rất tốt cho cơ thể, em thấy tôi kém ở điểm gì để khắc phục nào? Nói đến đây, Nga cứ đỏ mặt, cô bé bát cơm rồi mời. Anh ăn cơm. Ánh mắt tỏ ngại ngùng, bé bát cơm lên vội vã ăn. Quân đặt ly rượu sang một bên rồi cười khẽ. Ăn no rồi nhấp môi cho dễ tiêu hóa, ngày hôm nay ở cơ quan em thế nào? Nay xem phim Hàn trong giờ giải lao, Tôi và hai đứa bạn trong tổ thì khóc sưng hết mắt Kết buồn quá Thế à còn gì nữa không Hết rồi Công việc thì vẫn ngập một đống việc Còn anh Anh cũng rất nhiều việc Chỉ mong có ba đầu sáu tay để làm hết Anh có một đầu một tay đã giàu rồi Mà ba đầu sáu tay thì chắc là giàu tốt Việt Nam quá Em không biết là tôi đứng thứ tư Trong tổng số người giàu ở Việt Nam à Ngã ứ nghẹn cơm ở cổ Cô đập tay vào ngực cho xuôi Tôi thật sự chả biết gì về anh còn anh cái gì về tôi cũng biết Dần dần sẽ biết mà Đâu có vội nâng ly Nga cầm lên ly chạm vào ly của quân Cười nụ cười của anh ta vẫn luôn nở trên môi Khi nhìn Nga Bữa tối đó cả hai cùng nhau dùng cơm tối Lần đầu tiên trong nhà của quân Lát sau khi rửa bát cùng dì Kha xong Nga lặng lặng rời đi vào lấy tủ bánh Cô châm đến rồi bê lên phòng Nga gõ cửa Tôi vào được không? Em vào đi Tay tôi đang bê đồ anh mở cửa được không? Quân gặp cuốn sách đứng dậy mở cửa ra thấy nga bê chiếc bánh cô nở nụ cười chúc mừng sinh nhật quân thay đổi sắc mặt đi đi sao vậy anh thổi nến đi tôi bảo đem đi đi quân hất chiếc bánh văng vào người nga rồi văng xuống đất nga quá ngạc nhiên cô đỏ đôi mắt vì sợ hãi quân ôm chắn, nhắm chặt mắt nga bảo chạy xuống dưới đi qua gì kha nga sao vậy cháu Cháu, cháu chỉ muốn chúc mừng sinh nhật thôi Nhưng có lẽ cháu làm anh ta khó chịu mất rồi Trời, ai bảo cháu mua bánh vậy? Nga Hoàng nên cô chạy ra ngoài Chân vẫn đi chân đất Dì Khai nhìn thẳng vào kỳ Là cô đúng không? Cô cố tình phải không? Tôi chỉ muốn cô ta tránh xa cậu quân Cô dựa vào đâu mà có quyền quyết định ai đi ai ở hả? Cô thử biết cậu ấy chưa bao giờ làm sinh nhật Vì ngày sinh nhật của cậu ấy là ngày em gái cậu ấy chết Em gái cậu ấy chết là vì cậu ấy Cô biết rõ mà Kỳ ôm mặt trong phòng quân mở ảnh em gái rồi nhớ lại ngày sinh nhật năm anh ta 17 tuổi đứa em gái ở cùng mẹ đẻ đã lén đến gặp anh trai mua chiếc bánh sinh nhật đứng ở cổng trường anh à thổi bánh đi sao em đến đây được em đang ở đâu anh bảo bố đến đón em mà không tìm thấy em ở cùng mẹ quen rồi không sao đâu anh hắn còn ở đó không em gái anh ta ngập ngừng rồi quân thấy cổ tay em bầm tím hắn làm gì em hả anh thổi đến đi rồi em nói Quân thổi nến rồi từ sau có hai gã đàn ông lao tới gần chỗ quân định đâm anh, thì cô em gái xoay người lại đỡ cho anh. Nhát sau đó chúng mạch máu, chiếc bánh rơi xuống, quân thấy rõ ánh mắt kẻ đâm em gái mình, chính là gã dượng chung sống với mẹ anh ta. Không mi mi ơi, mi có ai không? Anh à, em đau lắm. Hắn đã cưỡng hiếp em, hắn sẽ phải trả giá đúng không? Chắc chắn rồi, nó sẽ phải trả giá. Cô em gái chết trên tay quân, Quân ôm mối hận tìm kẻ sát nhân suốt 19 năm qua. Quân nhìn ảnh em mình rồi ghi chặt mặt đỏ lên. Có chết, anh cũng sẽ tìm ra được nó. Anh nhất định sẽ tìm ra nó để báo thù này. Nga đi ra công viên ngồi. Cô cứ nghĩ đến ánh mắt của quân khi nãy là lại sợ. Nhìn xuống chân không đi dép, không mang gì. Cô tự cười rồi chạy nước mắt. Mình cứ như con dở hôi vậy. Đến 11 giờ đêm, thấy dì Kha vẫn đang dọn chỗ bánh ở dưới sàn. Quân lúc này mới đi ra, Phiền gì rồi? Việc của tôi mà. Quân nhìn về phía phòng của Nga và đi sang, dì Kha lên tiếng. Cô ấy chạy ra ngoài từ tối chưa về. Ra ngoài. Không đi dép, chạy chân đất, cũng không mang theo áo khoác. Áo thì dính đầy bánh, con bé mặt rất hoảng loạn. Thực ra cô ấy không biết và chỉ có ý tốt thôi. Tôi rất khó kiềm chế nếu thấy bánh sinh nhật. Chị biết mà. Tôi biết nhưng mà cô ấy không biết mới xảy ra chuyện. Quân đi xuống. Anh ra ngoài, định lấy xe thì thấy nga đi bộ về nga thấy quân cô bước đi thẳng quân tóm lấy tay em đi đâu vậy nga hất tay tôi sẽ rời khỏi đây có lẽ ở lại đây tôi làm anh khó chịu tôi sai gì cho tôi xin lỗi để rời tôi đi quân ôm chặt từ phía sau tay áo anh dính đẩy bánh từ nga dính sang anh xin lỗi anh xin lỗi được không quân hít tóc nga thật sâu rồi hôn lên tóc liên tục tôi sai ở đâu em không sai là anh sai Tôi làm anh khó chịu Anh buồn ngay hôm tôi tới đây Ai nói với em vậy Tôi hỏi anh có đúng hôm nay là sinh nhật anh không Phải Thế tôi tặng bánh anh sinh nhật Thì anh lại hất vào người tôi là ý gì Anh Nga bật khóc như đứa trẻ rồi bỏ chạy lên phòng Cô lấy khăn lau áo rồi lầm bầm Hay chê mình mua bánh rẻ tiền Tên khốn vừa quát mình xong lại nhẹ nhàng ngay được Không biết đâu mà lần Quân đứng trong phòng cầm ly rượu Rồi kỳ đứng sau sếp gọi tôi cô đã mệt mỏi khi làm việc cho tôi chưa tôi chưa bao giờ mệt mỏi khi làm việc cho sếp chuyện hôm nay tôi không thể bỏ qua cho cô được tôi xin lỗi cậu chỉ vì tôi không ai có quyền quyết định cuộc đời tôi ngoài chính bản thân tôi cô vượt qua giới hạn của mình rồi lui đi cô được nghỉ ngơi rồi hãy cho tôi cơ hội tôi là người thế nào cậu hiểu mà được nếu cô tối nay khiến cho nga sang đây bình thường tôi sẽ tạm bỏ qua cho cô lần này tôi biết cô là kẻ trung thành nhưng đừng thái quá tôi hiểu. Kỳ đi xuống dưới thấy Nga đang ăn bánh và lại tỏ ra quên chuyện rất nhanh. Đang nói với dì Kha. Nãy ở công viên có con chó đi lạc, cháu đi tìm chủ cho nó nên mới về muộn, ngồi ấy mới cắn tịt chân. Thấy Kỳ đi xuống Nga ái ngại khi nghe dì Kha kể về lý do quân không thích bánh nhưng Kỳ lại cố suối cua mua. Cô có gì muốn hỏi tôi không Nga? Chị không thích tôi. Phải, tôi lo cô sẽ làm hỏng việc của cậu quân. Tôi thì làm gì được, chị nghĩ tôi là kẻ tính toán à cậu quân nói để cô lên đó bình thường thì tôi sẽ giữ được việc còn không tôi sẽ nghỉ việc chị giúp tôi một lần tôi không bao giờ quên mong chị nhìn nhận lại về tôi tôi không hề có ác ý hay ẩn ý gì khi ở cạnh anh ta sự việc này coi như sĩ xóa nga bê bánh lên gì kha lo này cháu mang lên làm gì đấy ăn đỡ lãng phí cô ạ nga mở cửa vào mặt cô xưng xỉa lên quân nhìn sắc mặt của nga sao rồi vẫn giận anh à có việc gì anh nói luôn đi tôi còn về ngủ đêm nay ngủ ở đây tôi vẫn đang bị anh đâu còn nói động vào em nga đặt mẩu bánh lên bàn anh ăn miếng bánh đi thì tôi sẽ xóa còn không tôi cạch anh luôn quân nhìn bánh mà ánh mắt ái ngại nga hiểu nên xiên miếng bánh đưa đến gần miệng quân em ăn trước đi nga cắn một mẩu còn quân cắn bên kia hai môi chạm vào nhau nga mở to mắt nhìn Quân ôm eo kéo sát gần rất nhanh hôn cô kèm theo lớp kem ngọt ngào. Ngà vỗ vỗ. Sạc kem rồi. Duy nhai miếng bánh rồi cười. Suốt 19 năm qua, anh ta lần đầu phá bỏ nỗi quy của bản thân. Anh ta đã ăn bánh kem trong ngày sinh nhật. Nhìn Nga cười và sặc, quân thầm nghĩ. Anh muốn có con với riêng em. Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Nga thấy tiếng sấm lớn vang lên. Cô liền mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy quân đâu cô thầm nghĩ anh ta đi vệ sinh nên lại nhắm mắt ngủ tiếp về sau tấm rèm ở góc làm việc quân co do ôm đầu cối giấu mình khép nếp sau tấm rèm anh ta ngậm chặt miệng để cố không phát ra tiếng anh ta sợ nga phát hiện nên cố chiến đấu với căn bệnh tâm lý của chính mình mồ hôi anh ta nhễ nhại ký ức anh ta bị gã dựng đó bạo hành lại hiện ra sẽ lẫn ký ức đó là xuất hiện nụ cười của nga đầu anh ta như muốn nổ tung quân nằm vật ra sàn co rúm người anh ta há miệng nhân mặt cố kiểm chế căn bệnh đang dằn vặt trên giường nga quay mặt về phía tấm rèm kê tay lên má quân nằm dưới sàn nhìn lên gương mặt của nga anh ta rơi nước mắt bàn tay với về phía nga ánh mắt anh ta đau đớn tột cùng sáng hôm sau nga mở mắt dậy và vươn vai cô nhìn sang bên cạnh đã không thấy quân đâu nữa ngó nghiêng hai bên sau đó đi xuống dưới thì gì kha báo cháu dậy rồi à nay cậu quân đi công việc sớm rồi đi sớm vậy à gì Ừ công việc nhiều nên cậu ấy toàn đi sớm Vâng đêm qua cháu ngủ say không biết gì luôn Đúng lúc sầm chấp lóe lên làm cháu giật mình Lúc đó cháu mới tỉnh Vậy à khi đó cậu quân ngủ hay đi đâu Sao cô hỏi vậy Anh ấy đúng là không có nằm cạnh À cô hỏi vậy thôi Cháu ăn sáng đi Tại căn phòng của bác sĩ tâm lý Phạm Bích Liên Vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành tâm lý học Cũng là vị bác sĩ trẻ tuổi đầy tự tin và xinh đẹp Cô ta bước vào phòng thấy quân Liền nở nụ cười tươi Cơn gió nào đưa hoàng tử của tôi trở lại đây vậy? Anh cần thuốc. Điều gì khiến anh cần thuốc sau khi đã cấu bỏ một thời gian? Anh nghĩ anh có thể tự đối diện với ký ức của mình, nhưng giờ bên cạnh anh còn có người khác. Anh không thể để cô ấy thấy anh phát bệnh. Ồ, cô gái may mắn đó chắc chắn không phải là vợ anh rồi nhỉ? Kê thuốc cho anh. Ok, điều đó đơn giản mà. Anh về đây. Anh tới tận đây chỉ để nói vậy thôi à? Có cần em tâm sự với anh không? không cần quân lạnh nhạt đứng dậy cô gái đó nói phía sau gọi cho em bất cứ khi nào anh cần cô ta mỉm cười sau khi quân rời đi tiếc thật bên anh ta bao năm mình chưa hề thấy anh ta yêu ai hay quen ai để đến mức sợ cô ta biết anh có bệnh cô ta là ai vậy quân bước ra ngoài thì kỳ tay giơ dậy cúi xin mẹ tôi không được tiêm thuốc ngay bên bệnh viện nói cậu đã báo dừng tiêm cô lựa chọn phản bội tôi đó là cái giá phải trả sếp tôi đã đưa cô nga tới như sếp nói kỳ chạy theo xe quân thiện lo lắng sếp sếp không cho mẹ kỳ tiêm nữa thật sao ung thư sớm muộn cũng chết cô ta cố gắng làm cả đời chỉ để mẹ được tiêm đứa trẻ có hiếu nhưng nó lại dám cắn tôi một vố tôi phải dạy lại vâng sếp thảo gọi điện cho quân anh yêu đêm qua sinh nhật vui chứ cứ không có em là anh vui rồi câu nói như sát muối vào thảo cô ta nắm chặt tay bố em muốn mời anh dùng cơm cuối tuần này anh vào được chứ để xem em chờ anh quần cúp máy về mặt lạnh tanh khi nói chuyện với thảo gương mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc nga đi làm ngáp ngắn ngáp dài cô chạm mặt hồng và tùng trong thang máy hai vợ chồng đang nói chuyện rôm rả tùng thấy nga liền khẽ cười nga vẫn bước vào thang máy trong chiếc áo sơ mi trắng và chân váy zip công sở hồng thấy nga rất xinh dáng cao ráo mái tóc đen bối gọn gàng Nga bước ra khỏi thang máy thì hồng hãy vai chồng Cơ quan anh, em để ý toàn các bà già Giờ lại đâu ra đứa ngon thế Em hâm, các bộ phận thiếu gì đứa trẻ Ghen trốn công sở thì có mà ghen cả ngày Giờ công sở bồ bịch nhiều ấy chứ Đàn ông là không bao giờ đáng tin Đùa em cứ nghĩ đi đâu Em làm thế tình cảm của chúng ta xa nhau đấy Sao sáng nay muốn đưa anh lên văn phòng Lâu lâu ngó xem có mùi gái không Anh bó tay em Hạnh rủ Nga tối qua nhãn lẩu Tối sang tan lẩu đi Tối nay à Ừ, tao với mày với cái cúc, bố mẹ tao đen cưới rồi. Ok, có gì tao rủ cả hân qua nữa nhá. Ok, dù cả người yêu đi càng tốt. Đã bảo là không có rồi. Nga nghĩ đến quân, cô thầm nghĩ. Giá như anh ta chưa có vợ thì tốt, mà mình nghĩ gì vậy ta? Có hay không cũng không hợp được. Nga kiểm tra tiến trình giải ngân của Tùng, ít nhất anh ta đã giải ngân cho ba công ty ma trong tháng này. Cô âm thầm gửi file nạc danh lên cấp cao để nhằm hạ bệ Tùng trong sài gòn mẹ kế của thảo xoa vai cô ta con đang có tâm sự à mẹ anh ấy yêu người khác thật rồi bình tĩnh nào con gái có cô gái nào lại vượt qua con chứ lần này có người làm anh ấy bất chấp tất cả được rồi mẹ sẽ điều tra mẹ sẽ giúp con con nín đi mẹ nhất định không để ai cướp chồng của con gái mẹ nga với phong cách sống quen kiểu tự do quên mất là đang ở nhà quân thế nên tan làm cô vô tư đến thẳng nhà hạnh Cả nhóm bạn ăn uống hát hò vui vẻ đến khi Hân hỏi Nga. Mày bảo ông Quân mấy giờ về đấy? Thôi chết, tao chưa bảo gì. Điện thoại của mày đâu? Đấy, không thấy ai gọi. Không phải hết pin chứ. Thôi về đi 9 giờ rồi, say chưa đấy? Chưa say. Quân ngồi ăn một mình, mặt hầm hầm, dì Kha nói vào tai kỳ. Có hỏi cô chưa? Chưa hỏi, tôi gọi mãi không được. Giờ nếu hỏi phải nói thế nào? Lựa thôi. Quân đặt đũa xuống bát, anh ta đứng dậy. Dì Kha, cô ta có nói là đi đâu không? cô ấy cô ấy bảo là lúc sáng là tăng ca kỳ gật đầu phải rồi tăng ca tôi đến đón thấy nhiều người bảo tăng ca chắc máy cô ấy hết pin tăng ca quân nhíu lông mày anh ta quay đi đúng lúc nga chạy về đến cửa dì kha mắt nhéo nga kéo quần áo gọn gàng rồi chào hỏi anh quân quân quay lại anh ngửi thấy mùi dầu mỡ mùi lẩu và mùi rượu trên người nga cô ở đâu vậy tôi đi ăn lẩu ở nhà bạn dì kha ngại cúi mặt Quân nhìn sang kỳ cũng đang cúi mặt Vậy à Tôi tưởng cô tăng ca nhà này không phải là cái chợ Cô không thèm báo về nhà chứng tỏ cô không coi nơi này là gì Thì đúng nơi này đâu phải nhà tôi Tôi chưa chồng tôi được tự do chứ Di Kha kéo tay Nga Thôi cháu Ra vậy cô nghĩ bản thân chưa chồng nên tự do Cũng đúng giờ thì thoải mái đi đi Quân đổi sắc mặt quay mặt đi Di Kha vỗ mạnh vai Nga Cháu chẳng khéo ăn nói gì cả Cháu chỉ nói thật thôi mà Cháu quên mất chứ có cố tình đâu anh ta khó tính quá gì ạ Cứ hay bắt bẻ cháu Nga đi thẳng lên phòng Quân lên phòng ngồi làm việc được lúc thì anh ta lầm bầm Cứ nói một câu thì cô ta cãi lại một câu Nga nằm bên phòng nghĩ lại câu quân nói Cũng đúng Giờ thì đi thoải mái đi Lúc thì cáo gắt vì mình Ly lúc nào bảo đi thoải mái Khó tính khó nết Tôi mặc kệ anh Suốt cả tuần đó quân không về Nga hỏi gì kha Anh ấy đi công tác ạ không, cậu ấy ở lại căn chung cư gần chỗ làm. Anh ta có nói là khi nào về không ạ? À? Không có đâu. Sao thế? Nhớ à? Không có đâu. Không phải chỉ là không thấy nên cháu hỏi thôi. Hôm sau Tùng nhận được cuộc gọi từ bên trên. Có người tố cáo cậu đấy. Tôi đã ỉm đi rồi, đến tay lãnh đạo thì chết dở. Cười cho tôi để tôi điều tra xem là ai. Ok cậu, làm việc tắc trách quá đấy. Cảm ơn. Tùng nhờ người truy tìm lập tức truy ai xem. Ai biết rõ tôi như vậy, ngay nhìn lịch ngày kia là dỗ bố Cô thở dài trên xe Kỳ này anh ta giận tôi nên mới không về đúng không Chắc không đâu Cậu ấy nhiều việc quá thôi Lúc nào anh ta cũng nhiều việc mà Anh ta cố tình không về Tôi giờ mà không đón được cô Như hôm nọ thì còn khổ hơn đấy Đàn ông ưa nịnh đâu mất gì Tôi không biết nịnh Nên học thì hơn Kỳ rẽ và đổ xăng Ngồi trên xe đối diện nhà hàng này Nga thấy quân đi ra từ đó cùng một cô gái. Từ lúc đó lòng cô cứ nghĩ đến chuyện này. Cô tự nghĩ hai anh ta có người khác, vậy mình có thể đi rồi phải không? Nghĩ vậy nhưng Nga bảo kỳ. Đưa tôi đến chỗ anh ta, tôi phải hỏi cho rõ ràng rồi ra đi không muộn. Ừ, như thế tốt hơn. Nga lấy hết can đảm đi tới căn chung cư cao cấp đó vừa bước vào gần cửa. Cô hồi hộp gõ cánh cửa mở ra là bác sĩ Liên. Cô ta mặc áo trà ngủ, tay cầm ly rượu. Cô là... Đây có phải là nhà của Bùi Hoàng Quân không ạ? À? Từ sau Quân đang đau đầu đi ra bên ngoài anh lên tiếng. Ai vậy em? Liên mở cửa hẳn ra. Một cô gái. Quân nhìn thấy Nga trong chiếc áo phao đen mà quần bò jean đi giày thể thao. Nga dường như không biết phải làm gì. Cô cười gượng. Tôi nghĩ không cần hỏi gì anh nữa. Tôi biết câu trả lời rồi. Nga quay sang chạy đi mất. Quân quát. Trả lời gì? Em đứng lại. Quân quay sang nhìn Liên. Sao nhìn em? Em sao lại mặc áo choàng ngủ vậy? Anh bảo có chuyện muốn tâm sự, trong lúc anh đi tắm em chẳng may đổ rượu vào váy nên là thay thôi mà. Quân vứt khăn tắm lại rồi chạy ra hành lang bấm thang máy, thang đang bận anh ta liền chạy bộ, Nga ngồi trong thang máy khóc lớn. Mình khóc vì điều gì? Sao phải khóc? Giờ tự do rồi phải cười chứ. Nghĩ vậy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cô lên xe, kỳ phóng đi, quân chạy xuống thì đã đi rồi, kỳ liền hỏi. Sao vậy, anh ta có gái trên đó cái này chắc không phải đâu cậu quân không bao giờ đưa gái về nhà tôi là gái mà ý là các cô gái khác ấy cô là ngoại lệ cô gái trên đó mặc áo ngủ còn anh ta tắm bảo sao không về kỳ cười nhẹ không phải đâu đừng nghĩ gì nhé mai sẽ rõ thôi em về em đi luôn thế là hiểu rồi dù sao em cũng không có quyền đòi hỏi gì từ anh ta khi chính em đang là kẻ thứ ba đã nói em không phải là kẻ thứ ba mà Cậu ấy có yêu ai bao giờ đâu Biết đâu em là người đầu tiên Chị không cần nói đỡ cho hắn đâu Tên điệu hóa ra thích cu ngực to Vừa về đến nhà Nga đã thấy quân đứng ở cửa Cuối cùng anh cũng về Anh về tiến tôi đi đi à Nói chuyện đi Tôi đâu có ngực to đủ tầm để nói chuyện với anh Em đó là bạn anh Phải bạn hợp lý quá Nga đi thẳng vào nhà lên phòng Cô lấy đồ gặp vào bao lô Quân giật lại Em làm gì thế? tôi đi được rồi chứ đi đâu anh buồn cười thế tôi về nhà quân bế bồng nga lên cô như con gấu bông nằm trên tay quân sang bên phòng quân anh ta ném cô xuống giường không đi đâu hết đồ khốn anh đã nói đó là bạn không hề có gì cả em tin hay không thì tùy tất nhiên là không tin anh không được động vào tôi bỏ ra anh rất thích em trong căn hộ chung cư thiện mời bác sĩ ra về cô ta hỏi thiện cô gái mà anh ấy đang sống cùng đó là Trông như học sinh ấy nhỉ, ngu của quân khó hiểu thật. Sáng hôm sau, Nga đứng trong nhà tắm khóc một mình khi thấy những vết trên tay cô thay đồ rồi lặng lặng. Lấy đồ rời đi, khi quân vẫn còn đang ngủ. Bắt chiếc xe khách trở về quê, vừa lên xe cô ngoái lại nhìn thành phố. Tạm biệt tất cả, Nga đã nộp đơn xin nghỉ việc. Cô ngồi trên xe khách đeo tai nghe mà nước mắt rơi lã chã. Thứ mình sợ là mình sẽ yêu người đấy, mình sợ yêu bùi hoàng quân. Thứ mà tôi sợ đó là lòng dạ của đàn ông. Tôi đã bị vấp ngã một lần, bị lừa dối. Giờ thì tôi một lần nữa lại ra vào một cái lưới của một người đàn ông giàu có. Thế nhưng anh ta lại là người đã có vợ. Tôi sợ bản thân đã sai, lại càng thêm sai. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, quân nằm trên giường với tư thế nằm úp. Ánh nắng chiếu lên đôi môi đỏ, sống mũi cao cùng với những cơ bắp trên tay anh ta. Tiếng điện thoại của anh reo trên bàn khiến cho anh tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại, alo sếp xin lỗi vì đã làm phiền anh vào ngày nghỉ này không sao nói đi thư ký kim tôi muốn xin nghỉ một đột xuất ạ nghỉ hẳn dạ không tôi xin nghỉ để kết hôn ạ cô làm tôi giật mình đấy tôi sợ quên nên báo sếp luôn là thứ tư tuần tới sếp đến đưa tôi về nhà chồng nhé nhất định rồi báo kỳ với thiện chưa dạ bây giờ tôi báo về tốt rồi làm việc cho tôi bạn vậy mà vẫn có thời gian yêu cơ đấy sếp luôn tạo điều kiện cho tôi về sớm mà Cảm ơn sếp đã luôn giúp đỡ nhân viên Được rồi cô máy quân cười nhẹ rồi nhìn sang bên cạnh không thấy Nga Anh ta sờ lên đệm lạnh ngắt Vội bật dậy cho áo Thì thấy trên bàn Nga để lại tờ giấy Tôi không xứng đáng và không hợp với anh Anh để tôi đi đi Tôi sẽ không xuất hiện nữa đâu Tạm biệt Quân nắm chặt tờ giấy Anh ta đi sang phòng bên của Nga Mở tủ ra không còn bộ đồ nào di Kha chạy lên Cậu quân tôi vừa xem lại camera cô Nga đi từ lúc 3 rưỡi sáng Tay xách đồ đi rồi Tôi biết rồi Dì Kha thấy mặt quân hầm hầm liền lo lắng cô quay sang Bảo Kỳ Con bé có nói đi đâu không? Không có, đêm coi cháu nghĩ em rồi vậy mà Cậu quân có vẻ sắp lại có chuyện không hay rồi Tại cơ quan Tùng biết được file gửi đi từ bộ phận kiểm toán Anh ta nghĩ ngay đến Nga Khốn kiếp, mày định hại tao à? Tao không có bỏ qua đâu Hắn đi xuống bộ phận kiểm toán rồi nghe Nga xin nghỉ làm Anh cười khẩy Định hại tao xong rồi nghỉ à? Tao không để mày chạy dễ thế đâu trong phòng làm việc của quân, Kỳ đặt lên bàn một bản giấy đơn xin nghỉ việc của Nga. Cô ấy sáng nay đã gửi giấy xin nghỉ việc với lý do nhà có việc. Nghỉ hẳn sao? Dạ vâng. Tôi hiểu rồi, cô đi ra ngoài đi. Quân bỏ chiếc kính cận đang đèo đặt xuống bàn, cầm tờ đơn xin nghỉ việc của Nga rồi đứng dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Em rút cuộc muốn tôi phải thế nào? Sao cứ luôn làm tôi phải đau đầu vì em vậy? Tại quê của Nga ở Hưng Yên, cô ngồi nhà giao với mẹ mà thất thần, trên đó có chuyện gì mà lại có vẻ mặt kia Còn thấy cuộc sống này có nhiều khó khăn quá Có khó khăn mới có thành công Cái gì dễ dàng quá thì cũng không tốt Thế bao giờ con định đi lấy chồng đây Bạn trai còn chưa có thì lấy đâu ra chồng Con không lấy đâu Con ở vậy, ở với mẹ Hai chị cô xưa cũng nói thế đấy Rồi đùng cái bỏ tôi đi lấy thôi Con khác mà mẹ Không có gì khác gặp được người tử tế là tiến tới thôi Đàn ông tử tế giờ hiếm lắm mẹ ạ Không có đâu, sao suy nghĩ không tích cực vậy bị bồ đá à đâu có con bảo con chưa có mà nga mở máy thì thấy hạnh và cúc nhắn tin liên tục hỏi về việc nghỉ làm thế nhưng quân thì không hề có cuộc gọi nào nga cười khẽ rồi cũng sẽ quên nhanh thôi tại sài gòn căn biệt thự trắng bật đèn sáng rực quân bước xuống xe trong chiếc áo phông đen quần bò đơn giản bố vợ và mẹ ra cửa tiếp đón đòn đà. con chào bố con chào mẹ bố vợ tươi cười vào đi con ngoài kia đang lạnh vào đây có sợ sốc nhiệt không con không vẫn ổn ạ thảo đi ra khoác tay quân ra vẻ là cặp đôi hạnh phúc ngồi xuống bàn ăn bố thảo tâm sự với con rể mẹ con nó tự tay chuẩn bị cả chiều nay đấy con thử xem sao vâng thấy quân ít nói bà thương vội khéo con ăn có vừa miệng không con con thấy rất vừa con vừa là mẹ vui rồi bố thảo nâng ly lên cạn nào bố con mình hết đi vâng Thế con bé Thảo bố đang bảo nó chuyển ra đó ở với con Vợ chồng xa nhau lâu là không được Quân nhìn Thảo với ánh mắt giận dữ Thảo liền xua tay Không con ở với bố cơ Con gái lớn rồi phải ở với chồng chứ Xa nhau lâu không có tốt Quân khéo léo đáp lời Con nghĩ vợ con ở đâu thoải mái thì con đều đồng ý Bà thường xen lời Vợ chồng cũng nên tính đến chuyện con cái đi chứ con Giờ hai đứa xa nhau lại chưa con cái không giảng buộc nhỡ các cô nào đó khéo hơn con bé thảo gạ gẫm con thì đến mẹ cũng không yên tâm bà thương nói vậy quân khựng lại anh ta mỉm cười kẽ mẹ yên tâm có cô nào gạ con thành công lúc đó con nhất định sẽ nói với vợ con biết và không hề giấu diếm bà thương cười cượng mẹ đùa mà con cũng đùa mà trong lòng con có ai thảo là người rõ nhất phải không em quân cười nhếch môi tại quê nga ra làm cỏ ở mộ bố rồi vừa làm vừa tâm sự bố à Bố có nhớ phù hộ cho con gái không Mà con gái toàn gặp điều đen đủi lắm Tự dưng nghĩ đến đó Nga lại chảy nước mắt khi nghĩ đến cuộc đời của mình Trên chiếc du thuyền Tại sông Sài Gòn Quân ngồi nhìn chiếc điện thoại ấn vào Zalo Thấy Nga truy cập 12 phút trước Anh ta thở dài rồi thổi phù lên trời Từ sau lưng Thảo ôm cổ quân Tay đưa ly rượu Anh mai mới bay chứ Không, anh chuẩn bị ra sân bay luôn đây Nãy anh cũng nghe mẹ em nói rồi đấy dù anh không yêu em nhưng chỉ cần chúng ta có một đứa con thì sẽ khác sẽ gắn kết hôn em biết là không thể mà anh muốn có con nhưng người anh muốn có con không phải em chúng ta sẽ sớm ly hôn thôi bữa ăn hôm nay vì em anh đã tới anh cũng đã rất tôn trọng em anh có thể cho em mọi thứ anh có trừ tình cảm anh yêu người khác rồi quân đứng dậy quay đi thảo hết lên phía sau đừng nói với em là cô ta cô ta hơn em ở điểm nào chính vì không hơn em nên anh mới thích đấy Quân nhảy mắt rồi nhảy sang thuyền khác, thiện phóng đi, thảo hết lớn. Em không bỏ anh, không bao giờ bỏ anh. Trên du thuyền thiện nói, cô ấy ở quê nhà, mai là dỗ bố cô ấy. Vậy à? Quân ấn vào Zalo. Để nhìn ảnh cô trong ngày lễ tốt nghiệp béo ú ụ, anh ta mỉm cười khi cứ nhìn chăm chú vào bức ảnh. Tối hôm đó tại nhà Nga, ba chị em gái ngồi quê quần ăn tối, chị cả mới sinh nên lúc nào cũng thiếu ngủ. Chị ăn xong đi ngủ luôn đây. Nga cau mày, Thế đau dạ dày đấy chị Chị thề là thèm ngủ lắm rồi Đêm nay em trông cô bao cho Chị hai thì cứ ấn điện thoại nga nhìn Chị bận quá nhỉ À anh ở công ty chị hỏi với mấy việc ấy mà Chị cả lên tiếng Này mày có bộ bịch không đấy Em nào có Ta hôm nọ đi mua bỉm thấy mày lên xe của thằng nào đèo Đồng nghiệp của em chị buồn cười thật đấy Nói thấy mẹ nghe thấy rồi có khi em lại bị hiểu lầm Nói tới đấy Nga lại nhìn chị hai rồi thầm nghĩ chị ấy vẫn ngoại tình, không thể thay đổi. Đêm hôm đó, Nga ôm cô bò cho chị cả ngủ, đi đi lại lại trong phòng cô nghĩ đến nụ hôn của quân. Nghĩ đến bàn tay anh ta khi ôm cô nhắm mắt. Quên đi. Quên đi nào, mày sao thế? Sao cứ nghĩ tới anh ta? Mệt mỏi quá. Anh là ai mà lại xuất hiện trong đời tôi? Nga vừa ôm cô bò vừa đi lại với đôi mắt đỏ lên, đôi mắt rưng rưng. Sáng hôm sau khi con rể tụ tập về nhà để ăn dỗ, họ hàng cũng đã tới nghe được mẹ sai mang đồ sang nhà bác bị ốm không qua được. Đến khi bác gái cả là chị gái mẹ hỏi, thế cái Nga không đưa bạn trai về hứ? Cháu đã có người yêu đâu bác. Nga cắn miếng bánh bao rán rồi đúng lúc đứa cháu họ chạy vào bảo mẹ Nga, bác tuổi ơi, có anh hỏi nhà bác. Anh nào thế? Anh ấy bảo là người yêu của chị Nga. Nga đang cắn miếng bánh bao liền mắc nghẹn ở cổ, đúng lúc quân từ ngoài cổng trong bộ áo sơ mi đen quần âu lịch lãm, mái tóc vuốt lên lịch sự, tay rách xả hoa quả. Nga như rụng rời tay chân, mẹ Nga đòn đả Chào cháu Vâng, cháu chào các bác, các cô, cháu xin phép vào tháp hương Mẹ Nga véo tay cô Sao mày không bảo mẹ trước hả Con biết đâu được đấy Mày không biết thì ai biết Vào trong Nga sắp hoa quả rồi thấy quân tháp hương nghiêm trang Cô đang định ra lầm bầm với quân Thì chị cả đẩy Nga ra và hỏi quân Bạn say Nga đấy hả Thế mà nó giấu, chị là chị cả của nó À vâng Ra ngồi uống rượu với các anh đi Dạ vâng Nghe thấy quân ngồi vào mâm uống rượu ai cũng khen quân nhất là mấy bà bác gì. Cao to đẹp trai lịch sự, thế mà bác hỏi lại bảo là không có. Mẹ Nga cười tươi, con quen lâu chưa, cậu ấy làm nghề gì? Làm cùng ngành ngân hàng với con. Ôi thế thì quá đẹp còn gì. Kìa mẹ, mẹ Nga ra nâng chén mời mỗi cậu con rể một ly. Đến tối ai cũng say mềm nhất là hai anh rể. Quân vẫn tỉnh anh ta đứng dậy dọn cùng mẹ Nga. Con cứ để đấy cô làm hết, cô lên đi nghỉ đi. Nga ngồi rửa bát mà lầm bầm. Anh ấy về luôn đấy mẹ Say thế này lái xe sao được Nguy hiểm lắm Mày chỉ được cái nghĩ không thấu đáo thôi Quân cười nhẹ Vậy cháu xin phép ở lại đây hôm nay Ừ cứ ở thoải mái nhé Phòng con Nga ở tầng 2 bên trái Vâng vậy cháu xin phép Nga nhìn mẹ Kìa mẹ mẹ làm thế người ta bảo là nhà mình dễ dãi ra Ôi rồi mẹ thấy tây hóa rồi Có cấm thì hai đứa ở trên kia mẹ biết làm sao được Cứ thoải mái Mẹ say rồi đấy Mẹ không giữ khí tiết cho con à Khí rời đi lên xem sao nhỡ cậu ta gió máy Nga đi lên trên đang hừng hực định vào nói với quân Vừa bước vào phòng quân tóm lấy tay Nga rồi đóng cửa lại Ghi cô vào tường Anh say rồi Anh biết anh uống từ sáng mà Giữ quê em rất nặng Vậy anh đi nghỉ đi Để tôi lấy chăn trong tủ Quân tựa đầu mình vào chán Nga Sao lại đi Sao lại bỏ anh Tôi Anh không cho phép em bỏ anh Quân ôm eo Nga rồi hôn cô ôm sát chặt Nga đấm tay vào ngực quân. Bỏ ra anh biết đây là đâu không? Quân với tay vặn cửa, anh ta vác bổng Nga lên giường, vén áo Nga lên rồi nằm ngủ luôn trên bụng cô. Nga phỉ cười, cô khẽ nhổm dậy, quân nghỉ lại. Hôm nay anh mệt quá. Tôi có bảo gì đâu, anh nghỉ đi. Đừng đi đâu, em có biết là anh nhớ em đến thế nào không? Đừng để anh cáo lên, em mất tất cả, kể cả anh. Quân nhổm dậy, Nga tròn mắt nhìn, anh ta cúi xuống khẽ hôn lên môi cô. Nga cắn lên môi quân, Em sợ sẽ yêu anh." Câu nói đó khiến Quân như bừng tỉnh rượu, anh ta như không tin vào những gì mình đang được nghe thấy. Tại Sài Gòn, Thảo nhắn cho bạn trai cũ đến, Thảo cười và nghĩ, tôi cần có bầu như người chịu trách nhiệm sẽ là Quân. Câu nói của Nga khiến cho Quân ngay lúc đó thay đổi sắc mặt, anh ta ánh mắt tỏ ra lạnh nhạt rồi bật dậy. "Em không được thích tôi, em có thể thích bất cứ ai trừ tôi ra. Tôi đã nói giữa chúng ta chỉ là cuộc trao đổi, không hơn không kém." tôi chỉ nói là tôi sợ thích anh thôi sợ tức là cô đã và đang và sẽ có tình cảm anh muốn gì từ tôi ngoài tình dục ra tôi chẳng muốn gì từ em hãy nhớ lấy điều đấy hóa ra là vậy tôi hiểu rồi nếu hành động quan tâm của tôi khiến em hiểu nhầm thì tôi nghĩ em hiểu sai rồi với bất kỳ người đàn bà nào tôi đều làm vậy hết và tôi đừng ảo tưởng đúng không phải quân cải cúc áo lại rồi quay đi làm ơn đừng để tôi gặp lại anh nữa Quân không trả lời câu nói đó, anh ta rời khỏi nhà Nga ngay trong đêm. Nga ngồi nhìn mình qua gương rồi tự cười như kẻ điên. Vừa cười nước mắt cô vừa rơi. Hắn ép mình ở cạnh nhưng lại không cho phép mình thích hắn. Anh là ai? Là kẻ điên? Là đồ khốn nạn? Trên xe trở về thành phố, Quân ngồi trên xe uống rượu liên tục, thiện nhìn qua gương chiếu hậu. Cậu và cô ấy lại cãi nhau à? Không có. Gương mặt và biểu hiện của cậu đang tỏ rõ điều đó. Chỉ là tôi không còn hứng thú với cô ta nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Một tháng sau, Nga sau khi được các bạn đồng nghiệp thuyết phục nên cô đã quay trở lại cơ quan làm việc. Tùng nhận được chuyến công tác đúng lúc Nga quay trở lại, hai người lại chạm mặt nhau ở thang máy. Ồ, oh, chào em. Nga không nói gì đi thẳng vào mặt lạnh tanh. Tùng đứng lại gần nói vào tai em. Em nhất định hai anh không có cửa đâu. Ngược lại anh còn đang được đề cử lên chức giám đốc chi nhánh. Em sao lại nỡ dìm thiên tài như anh? Anh nói gì tôi không hiểu. Phai nặc danh tố cáo anh từ máy tính của em. Anh điều tra rồi. Anh còn đang định đi tìm em thì em lại quay lại Quá đúng ý anh rồi Thang máy mở Nga đi thẳng ra ngoài Tới hôm đó trong bữa tiệc liên hoan mở Nga quay lại làm Mấy người bạn của Nga hát hò say xưa Cô thì chỉ cười nhẹ gương mặt vẫn buồn Hắn khoác vai Nào uống đi chuyện gì qua sẽ qua Ngay từ đầu đã biết kết quả không tốt rồi mà Biết là vậy nhưng nghĩ cay đời quá Toàn gặp thằng đều Đàn ông đều là lũ chó cả mà Ừ hay cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ lòng tao không nghĩ tới nửa tháng nay rồi dù sao cũng không sâu đậm gì và quan trọng không phải là của mình nên cũng không quá sốc người như anh ta thì thiếu gì đàn bà đã bao giờ mày tự hỏi mày là người phụ nữ thứ mấy trong lòng anh ta chưa chưa nghĩ đến luôn bỏ qua đi cuộc sống sống của chúng ta nào mà đi là lạt đứa nào mua hà dưa chưa hân nhìn hạnh và cúc hai người bạn đồng nghiệp của nga say nằm vật ra nhà yên tâm hai đứa này nói chuẩn bị không thiếu một thứ gì chúa tể du lịch bà chúm ăn vặt à Nga và Cúc chạm ly bia, cả hai cười tươi đi chuyến đi của các cô gái đang bắt đầu. Tại nhà quân, sau ngày đi làm căng thẳng trở về nhà, quân bước lên trên đi ngang qua căn phòng của Nga. Anh ta mở cửa bước vào, trên bàn phấn vẫn còn ảnh của cô cùng vài đồ dưỡng da mà dì Kha chuẩn bị cho Nga. Quân chạm lên chiếc bàn, gương mặt nặng trĩu kỳ bê lên tách trà nóng chờ đứng khựng lại khi thấy quân ngồi lên giường của Nga giở tay lên chiếc gối rồi nhìn ra bên ngoài trời mưa. Cô hẳn là ngạc nhiên vì sao tôi lại chia tay Nga phải không? tôi biết điều này sẽ là sớm muộn cậu không thích cô ấy như tôi nghĩ sai rồi tôi chia tay cô ấy vì tôi nhận ra điểm yếu của chính mình ký tay run lên khi quân nói câu đó ý cậu là điều tôi lo lắng đã xảy ra và tôi không thể có điểm yếu phải không ký đi xuống dưới nhà ôm mặt lo lắng dì kha gặng hỏi sao vậy sếp có rất nhiều kẻ thù và nếu như có bất kỳ điểm yếu nào điều đó sẽ nguy hiểm cho tất cả cậu ấy thì làm gì có điểm yếu nào không lẽ Dì Kha nhìn kỳ rồi kỳ gật đầu Dì Kha kẽ rơi con dao xuống chân Quân mở Zalo của Nga ra Thấy cô chụp ảnh đống đồ ăn với tiêu đề Lên đường Anh quyết định ấn xóa Zalo của cô Anh muốn hết thương cạn nhớ Nga và đám bạn tổ chức lên đường đi Đà Lạt Họ chụp ảnh ăn vặt rồi cùng nhau hái dâu Và ăn đến no thì thôi Đến sầm chiều lại rủ nhau lên núi chụp hoàng hôn Tại nhà Tùng Tùng nói chuyện về đám xã hội đen Khi nào nó về Ngày mai tao sẽ báo Giờ tao không đi được đâu Sau giờ làm Thảo đi vào đến cửa vội nói Báo gì đấy anh Mấy thằng bạn anh rủ đi uống bia ấy mà Vậy à Hay là anh đi đi không bạn anh lại bảo là em quản anh quá Thôi ở nhà ăn cơm với vợ nấu Chờ vợ báo tin thăng chức là sướng nhất Tớm ạ Thế thì nhanh thôi Em nói anh lên trước là sẽ lên trước anh yên tâm đi Anh biết vợ anh là đỉnh của đỉnh mà Tùng ôm vợ nhưng đáy mắt đầy vẻ sở khanh Kém theo nụ cười khẩy của hắn Tại Đà Lạt Nga đi lên đồi vừa bước được hai bước thì một con rắn lao ra cắn vào chân cô. Đám bạn hoảng hốt, Nga thấy máu cô ngất xỉu tại chỗ. Bác sĩ thông báo với Hân và hai bạn. Cô ấy bị rắn độc cắn, phải chuyển viện. Quan trọng là cô ấy đang có thai. Có thai ạ? À? Phải, giờ phải chuyển tuyến nhanh. Hân bối rối. Cô lấy máy của Nga tìm số quân nhưng không có. Hân nhớ ra. Dì Kha, đúng rồi. Hân gọi vào số dì Kha, nghe điện xong dì Kha như mất hồn vội gọi cho quân. Quân đang trên đường đi làm về, Cậu quân có chuyện rồi Dì nói đi Cô Nga có chuyện rồi Quân vội bảo thiện Dừng xe Chuyến bay đưa Nga ra viện sớm Ngay sau đó quân chờ sẵn ở cửa viện Nga đưa vào cấp cứu Gương mặt tìm tái bác sĩ vội bảo quân Giờ lọc máu và sơ cứu Trong kia họ cũng làm cho độc không lan nữa rồi Giờ còn về đứa bé bắt buộc phải bỏ Không còn cách nào sao Không thể giữ được đâu Giờ tôi làm luôn Cậu ký vào đây là được Coi như là đại diện cho đúng thủ tục Nhìn dòng chữ thủ thuật hút thai 5 tuần tuổi Quân nắm chặt tay, ký xoẹt vào biên bản. Quân ngồi ở hành lang một mình không nói câu nào. Anh ta ngồi như kẻ mất hồn cho tới khi kỳ đi ra cũng là lúc gần sáng. Cô ấy tỉnh rồi. Vậy à? Quân lưỡng thưởng đứng dậy dáng vẻ rất buồn. Anh mở cửa vào, Nga đang nằm, anh ta lại gần nhìn cô chằm chằm, tay quần bắp cổ Nga. Cô nói đi, tại sao cô biết mình đang mang thai mà còn cố tình đi chơi, cố tình để mất nó? Nga ôm miệng nước mắt chảy hai bên. Tôi, tôi có thai à? câu nói của nga khiến cho quân khựng lại cô đừng nói dối mất rồi cũng tốt tại sao tôi lại phải đẻ con cho anh anh là cái gì của tôi quân bật cười vẻ mỉa mai cũng tốt à cô có con với thằng khác thì dằn vặt nhớ nhung ngay cả trong mơ còn con tôi cô lại bảo là mất rồi cũng tốt quân mặt cay cú hất mạnh cổ nga ra anh ta quay đi nga sở lên bụng cô cắn môi khóc nghẹn tại sao lại thế này tại sao tại nhà quân thảo không được vào nên đứng ở cổng cô ta cầm trên tay tờ giấy siêu âm thai và nở nụ cười đầy tự tin trong căn phòng của bệnh viện tiếng khóc tiếng kêu lớn như ai oán của cô gái đã hai lần mất con nga tay siết chặt bụng rồi miệng cứ lẩm bẩm mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ không biết con đã tới kỳ đứng bên ngoài nghe thấy nga khóc cô khựng lại rồi buồn bã đứng lắng nghe nga khóc rít lên cảm giác đau đớn tận tâm can kể từ sau khi quân rời khỏi bệnh viện về tới cổng Thảo liền chạy tới ôm Ánh mắt quần như kẻ không hồn Anh à, chúng ta có con rồi Anh vui không? Em có thai rồi Anh có còn nhớ đến cái đêm anh say khi đi công tác Sài Gòn không? Quân đẩy Thảo ra rồi nhìn tờ siêu âm mà Thảo đặt lên tay anh. Quân đột nhiên bật cười. Cười như kẻ điên. Anh ta cười đến mức mà Thảo và trợ lý thiện đến phát sợ. Cười xong quân quay đi đổi sắc mặt lầm lý đi thẳng vào trong nhà. gì Kha, tôi không gọi, không ai được làm phiền tôi, tôi không tiếp bất kỳ ai. Vâng, tôi hiểu. Thảo quay sang nhìn Tiện, anh ấy bị làm sao thế? Cậu ấy đang có vài việc, tôi sẽ chuyển lời sau, mong cô quay lại vào tuần tới. Tôi nói tôi có thai mà anh ta chẳng thèm bận tâm, thật khốn nạn mà, Bùi Hoàng Quân, anh quá đáng lắm rồi. Ba ngày sau, Nga ra viện, kỳ đưa cô về tận phòng trọ. Cảm ơn chị, phiền chị nhiều rồi. Không có gì đâu, việc của tôi mà. Nga này, chị nghĩ em nên nói chuyện rõ ràng với Quân để tránh hiểu lầm. Anh ta đã hiểu lầm rồi mà chị Em không sao đâu Dù sao như vậy cũng tốt Cũng không có ràng buộc Anh ta dù sao cũng có vợ Em không nên hy vọng điều gì về sao đêm nào cũng khóc Em nói vậy với lòng tự trọng của cậu quân Thì sẽ không có cách nào cơ vãn được nữa Đàn ông mà Một khi làm họ thấy tổn thương sâu sắc Họ sẽ không cần đến mình nữa Em nghe chị nói chuyện rõ ràng một lần đi Em không tự tin đối diện với anh ấy lần nào nữa Chúng em hết rồi chị Bùi Hoàng Quân vùi đầu vào công việc tôi đến anh ta đi uống rượu đến say mềm người đám chân dài vây quanh thì nhào rót rượu uống đi anh thêm nhé quân cứ nhìn lên những ánh đèn rồi lại lặng nhìn thở dài ánh mắt rất buồn bã mỗi lần trở về nhà là lại thấy nồng nặc mùi rượu dì kha lo lắng bê trà lên phòng thì thấy quân đang ngồi ôm con mèo đen nhìn ra bên ngoài trời mưa cậu định thế này đến khi nào đứa bé đã mất rồi mà không thể thay đổi dì kha vừa nói vậy nước mắt rơi xuống từ đôi mắt quân cánh cửa đóng lại quân ôm con mèo sát bên má anh ta tôi không thể bảo vệ bất cứ người thân nào ngay cả con của mình tôi cũng không thể cứu nó tôi đã sai khi chọn cô ta tôi cứ nghĩ rằng tôi có tất cả thật ra tôi chẳng có gì tôi chẳng có gì cả quân ôm chặt con mèo anh ta ngồi khóc như một đứa trẻ trong góc phòng tại phòng của nga cô nhìn ra ngoài trời mưa rồi cũng ôm gối khóc khi nghĩ đến đứa bé cả hai đều đang khóc kẻ ngồi trong bóng tối, kẻ dần vặt bản thân hàng đêm rào cản giữa họ ngày một lớn. Tại cơ quan, Tùng bị vợ kèm 24 trên 24, nên thư ký của anh ta cũng bị mua chuộc. Nhìn qua Nga, đi qua, anh ta đánh tiếng. Em không đi ăn trưa Nga không đáp lời đi thẳng, Tùng nói với. Chờ anh vài ngày nữa thôi nhá. Anh đừng nói vậy, vợ anh nghe thấy không hay đâu. Biết làm sao được. Nghe này, Chuyện giữa tôi và anh đã qua lâu rồi, tôi rất hận và ghét anh, nhưng giờ trong đầu tôi đã không còn nghĩ tới nữa. Ồ, điều gì khiến em thay đổi vậy? Kẻ như anh không đáng, ông trời luôn có mắt, sống không ra gì, sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi. Anh sẽ sớm thành công, sớm bỏ vợ và sẽ cưới em. Nga bật cười khẩy, cô quay đi. Trên tay Nga đang cầm bản tình nguyện đi công tác bên Ba Lan 6 tháng, sang đó học hỏi kinh nghiệm của kiểm toán để về truyền đạt lại. Tối hôm đó Hân đứng nấu một nồi mì tôm, này, xác định đi tật đấy à? Tổ không ai nhận mà mày tự nhận làm gì cho mệt ra? Học hỏi thêm càng tốt chứ sao? Tự dưng được đi du lịch. Này, không phải mày muốn trốn tránh đấy chứ? Dù sao cũng xong qua rồi mà. Ta muốn đi ra một thời gian để chấn chỉnh lại bản thân. Cuộc sống thì vẫn phải sống. Tao không thể cứ mãi đắm chìm vào quá khứ và những nỗi đau. Nói thì hay lắm. Mà nhớ là đừng có nghĩ nữa. Chuyện đó có ai muốn đâu. Mày cũng đâu biết là mày có thai vì tao chủ quan anh ta thắt rồi mà không hiểu sao vẫn có hay tháo rồi chứ thắt rồi thì làm gì mà có được cũng không rõ nhưng tao có lẽ đã vô tình làm tổn thương anh ấy thật rồi đừng có trách mình kéo anh ta đang ôm ấp cô gái khác rồi cũng nên ừ cứ nghĩ vậy cho dễ sống trong trại giam quân ngồi trước mặt bố mình ông ta chẹp chẹp mày đi đào đá à mà hốc hác thế hả con con đến để thông báo con đã đảm đơn ly hôn rồi Mày đến báo tin vui quá nhỉ, đến nước này rồi tùy ở con, bố không làm gì khác được nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ. Cô ta đang mang thai con của kẻ khác rồi, cô ta muốn con chịu trách nhiệm, định lừa con. Mất dạy thật, trông không đến nỗi nào mà. Con về đây. Quân này, chuyện đứa bé của con với cô gái đó, bố chia buồn với con. Quân nắm chặt tay bước đi thẳng, bố Quân nói với đệ tử, nó chắc hẳn phải mất nhiều thời gian mới bình tâm được. Vâng, cậu ấy đã rất buồn. Con khốn kia, định bắt con tôi đổ vỏ à? Đúng là loại vô liêm sỉ. Họ báo về ly hôn của chủ tịch ngân hàng x Bank. Còn trước khi bước ra nói với Thảo, nhớ nói cho khớp chuyện cô ta có thai tôi sẽ bỏ qua. Anh nhất định phải làm vậy để có thể ở bên nó công khai phải không? Nếu cô không có thai chưa chắc tôi đã ly hôn đâu. Mưu kế hèn bẩn của cô khiến tôi cảm thấy dơ bẩn khi trên danh nghĩa là chồng cô. Quân bước thẳng ra ngoài, Thảo nắm chặt tay. Tại sân bay, Nga đang chờ để sang Ba Lan. Cô ra sân bay từ rất sớm, nhìn lên màn hình mọi người đang xem vụ ly hôn của chủ tịch x -Bank. Thảo đang nói, anh ta đã ngoại tình. Quân quay sang nhìn tất cả phóng viên ồ lên, Thảo trở mặt. Phóng viên hỏi, chủ tịch Bùi Hoàng Quân anh nghĩ sao về việc này? Quân cười nhẹ anh ta lấy lại bình tĩnh đối đáp. Trong các vụ ly hôn thì người phụ nữ luôn nghĩ rằng đàn ông ngoại tình. Tôi nghĩ các cô ấy nghĩ vậy cũng khiến chúng tôi chia tay nhẹ nhàng hơn công việc của tôi không tránh khỏi hiểu lầm tôi xin nhắc lại chúng tôi chính thức ly hôn do hai bên tự nguyện xin hết đám nhân sự của quân mời cánh phóng viên ra sảnh ăn uống quân vào bên trong nhìn thảo cô sẽ không nhận được một đồng xu nào sau vụ ly hôn này nợ của bố cô sẽ phải tất toán cho tôi sớm hơn dự kiến em xin lỗi lúc đó em tức quá cô nhìn lại bản thân cô có tư cách để tức không thật dơ bẩn tại sân bay mọi người xì xào gớm giàu vậy thiếu gì gái càng giàu càng dễ bỏ nhau nhỉ thấy cô vợ mặt cũng ghê lắm nói chung là mấy người này họ không bỏ vợ đâu chắc là do cô kia thế nào chứ gì thì gì làm vợ người giàu vẫn sướng nga thở dài cô suy nghĩ giàu không phải là tất cả anh ấy là người rất cô đơn chúc anh hạnh phúc mong rằng sẽ có cô gái đem lại điều đó cho anh tại sân cốt quân đánh quả bóng bay lên trời máy bay ngang qua anh ta cứ lặng nhìn bạn anh ta tên lâm vỗ vai Mày chưa nhìn thấy máy bay bao giờ à? Hay đang nghĩ đến em nào? Không, kết thúc rồi. Quân đánh quả bóng vào lỗ mặt lạnh tanh. Thiện nói với Kỳ đứng sau. Cô nói với sếp là Nga bay chưa? Mấy hôm rồi nhưng không ý kiến gì. Hay là không còn quan tâm nữa? Tôi sợ điều đó xảy ra. Cậu cứ nghĩ cô Nga không muốn có con vì chính cô ấy nói ra nữa cơ. Cũng không khéo. Mệt thật. Giờ lúc cậu ấy tự do thì lại chẳng thể bên nhau. 6 tháng sau, Hân và Hạnh ra sân bay đón Nga trở về Việt Nam với làn da trắng hồng, mái tóc đen nhánh, Hân vỗ vai. Ôi này, dã dạ man quá đấy, có đỏ tắm trắng à? Không, rét quá nên thế đấy, tiền đâu mà tắm trắng? Hạnh nói lẫy, biết thế tao dung phong đi John, cho trắng ra. Ai bảo mày không đi? Bên đó quen được anh nào không? Sắp quen. Hân xua tay, về ăn lẩu thôi, tao làm xong rồi. Nga nghe, nghe nói tủ được thăng cấp và rất hống hách cô thở dài. Kệ đi, này ăn no phát, tao đói quá rồi Nào dô, dô Đã cô gái nâng ly rồi Nga hỏi về Cúc Cúc đâu, sao không gọi nó Ui đợt này nó với thằng người yêu cãi nhau Nó cứ bảo là thằng ý có gái Rồi là nó chán không đến hả Để tao gọi Nga gọi cho Cúc Alo, về rồi á à? Đang ở nhà đây, sao không qua ăn Đang chuẩn bị đi theo dõi thằng người yêu này Đợt này mới có tí tiền thấy nó thay đổi hẳn Sao phải khổ thế Kệ đi, nếu nó mà đi mày giữ chẳng được Tao muốn tận mắt nhìn thấy Thế qua đón tao đi với mày Không phải thì sang nhà tao ăn thôi Thôi mày mới về Lâu rồi chưa ra đường qua đi Nga cúp máy hân cau mày Đi đâu đấy Đi tầm tiếng rồi tao về Đi đã nhá hai đứa ăn đi Nga ra đầu ngõ cúc đón rồi định vị máy người yêu Mày làm đến mức này cô à Ừ tao định vị thấy ở nhà hàng này Thằng chó nếu nay mà tao bắt được tao bỏ luôn Thì xem thế nào đã Cứ loạn lên không hay Đến lúc đó, đó là nhà hàng sushi của Nhật, hai người đặt phòng ngay cạnh phòng của bạn trai Cúc. Nga và Cúc cứ áp tai vào tường nghe. Mày nghe xem, có nghe thấy gì không? Tao đi vệ sinh phát, tao đã bụng quá. Rồi ạ, à, nhanh lên Nga. Nga lấy tóc che mặt rồi áp tai nghe thấy. Anh nhớ em lắm, đêm mất ngủ vì nhớ em. Nga lầm bầm, tên khốn xến sẩm nghe buồn nôn. Đúng lúc nhân viên đưa khách ra khu VIP gần núi mà Nga đang ngồi, một cô gái mặc chiếc váy kim xà lấp lánh lộ bầu ngực to quàng tay quân đi nói cười vui vẻ. Nhân viên thấy Nga có hành động kỳ lạ. Thưa cô, cô có cần giúp gì không ạ? Mọi người thấy Nga cứ áp sát tay vào cửa. À vâng, tôi... Nga đang ấp úng đứng dậy thì đối diện quân thấy anh ta đi cùng một cô gái rất đẹp. Nga quay đi luôn. Quân bảo cô gái đi cùng. Em lên trước đi. Đi qua cầu bên dưới là hồ cá, quân chặn đường Nga. Chào em. Nga ấp úng ngẩng đầu lên cười. Chào anh. Dù sao cũng từng quen gặp nhau nên chào hỏi chứ nhỉ? Thì đang chào đây còn gì ạ? À? Với cả anh đang đi với bạn gái, tôi chào không tiện. Sao lại không tiện? Chúng ta đâu là gì mà phải sợ? Nghe câu đâu là gì khiến Nga ức chế. Không là gì thì không nên nói nữa đúng không ạ? Cú gọi Nga từ sau. Này, ở đó làm gì vậy? Nga chợt nhớ nhiệm vụ nghe trộm, cô liền quay lại. Vừa đi Nga vừa nghĩ, hắn vẫn ăn nói cạnh khóe đến phát bực. Gu của hắn là có vẻ toàn ngược to, đồ dâm dục bệnh hoạn bên trên phòng vip cô gái đi cùng quân là em gái lâm tên ly cô ta rất thích quân nhưng quân thì chỉ coi như em gái thôi lâm cười lớn khi nói với các bạn nay sinh nhật mình nên các bạn say mới về đấy nhá mọi người nâng ly quân chỉ ngồi uống anh ta có vẻ nóng ruột ly nhận ra điều đó anh uống vừa thôi ạ à? anh gấp vậy à ừ anh phải đi à à không cứ uống thoải mái đi Nga và cúc đứng mãi cho tới tận khi bạn trai cúc đi ra anh ta đi cùng cô gái khác nhưng cúc không dám lại gần sao không ra đi Lúc này tao thấy không cần thiết nữa Phải rõ ràng chứ Có đôi lúc không cần rõ ràng mà cứ lặng lẽ xa nhau vậy Nga chợt nhớ tới bản thân vừa gặp quân cô khựng lại Vậy về thôi mất cả buổi tối nhé Đi ra bãi ánh đèn xe chiếu thẳng vào Nga Khiến cô trói mắt Cô nhìn trong xe quân đang ngồi nhìn cô chầm chầm Nga liền bảo cúc Về trước đi Mày đi đâu Tao gặp người quen lát tao về sau Ừ Quân bước xuống xe Nga thở dài anh chờ em đấy à phải anh muốn nói gì rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vậy thì đừng bắt đầu nếu không có bắt đầu sẽ chẳng có kết thúc quân xe mềm người anh ta chỉ vào nga cô vẫn vậy vẫn luôn cãi ngang mặt với tôi quân tóm lấy nga kéo lên xe anh ta lấy cả vạt trên xe buộc tay cô anh làm gì thế bỏ tôi ra gặp nhau rồi thì nên làm gì quân nhấn nga phóng xe đi mặc cho nga hét lên đến khu chung cư riêng anh ta vác nga lên rồi ném vào giường chiếc giường bên cạnh ô cửa kính tầng cao nhất nhìn thấy toàn cảnh thành phố nga sợ anh đừng làm vậy anh say rồi tại sao lại không được tôi và anh kết thúc rồi anh đừng ép tôi vậy để tôi kêu cô gái khác đến đây để cô nhìn chúng tôi nhé đồ điên cô chọn đi cô biết tôi sẽ nói là làm mà tại quán em gái lâm người mặt cay cú anh ta hít nhiều vậy mà lại về mất rồi Quân nó không thích đàn bà quá tấn công đâu Mày phải khéo Anh yên tâm lần sau em sẽ không để thoát đâu Nga thấy biểu hiện của quân Cô sợ đêm nay sẽ là một đêm dài Chúng tôi đã kết thúc từ 6 tháng trước Tôi không muốn nói rằng tôi yêu anh Vì tôi sợ tình cảm sẽ chẳng được đáp lại Thậm chí khiến anh ấy ghét tôi Nga đột nhiên rơi nước mắt Rồi kẽ chạm lên má quân Gương mặt vô hồn Dừng lại nếu anh cho là thời gian qua chúng ta Quá đối nhạt nhòa em là ai là ai mà bước vào cuộc đời tôi quân ôm đầu anh ta nằm chặt tay đáng lẽ chúng ta nên chia tay sớm hơn như thế sẽ không ai phải buồn anh không cho phép tôi thích anh nhưng tôi đã thích anh rồi đấy nga cởi bảo cúc áo từng chiếc từng chiếc em làm gì vậy anh muốn vậy mà anh nói giữa chúng ta chỉ là quan hệ thể xác mà là em tự nguyện đấy quân lao vào nga đến trời sáng nga mở mắt lần này cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay của quân cô thở nhẹ không phải là giấc mơ tỉnh rồi à ngủ thêm đi anh không phải đi làm à anh không hôm nay anh nghỉ vâng mình vận động tiếp nhé anh coi em là gì vậy điên à anh coi em là gì tự trong lòng em biết anh không nói làm sao mà em biết được nếu hôm qua không gặp lại anh có đi tìm em không không anh xác định lãng quên em rồi Nhưng gặp lại em anh không nhịn được Anh lúc nào cũng muốn hôn lên bờ môi này Anh thể đấy Em muốn sinh con cho anh có được không Thật à Thật sao Em không cố tình làm mất con đâu Em còn không biết em có thai nữa Em xin lỗi Ngà bật khóc quân hôn liên tục lên má lên môi cô Chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác Xa nhau cũng để thêm thử thách cho chúng ta nhiều hơn Tùng và vợ cãi nhau tại nhà Anh ta cố tình muốn dọn ra ngoài sống cô muốn nghĩ sao thì nghĩ anh bỏ ra ngoài sống thì ly hôn ok em làm đơn anh ký anh đủ lông đủ cánh rồi nên lật lọng phải không em trách em đi bao lâu không có nổi muộn con anh chán lắm rồi tôi đi khám bác sĩ bảo bình thường giờ anh ăn ở sao mới không có đấy chứ nói thế cũng nói được tôi chán cô lắm rồi chịu luôn tạm thời nên cho nhau thời gian suy nghĩ anh tùng xách vali ra khỏi nhà anh ta nghĩ Nga về rồi, anh tự do rồi em, sẽ sớm đón em thôi. Tối hôm đó khi Nga trở về nhà, cô nhận được tin của Quân. Em ngủ chưa? Em chưa, mới dọn đồ xong. Mai anh cho người dọn đồ của em qua nhé. Làm gì vội vậy ạ? À? Cứ vậy đi. Tính Quân có hơi hướng gia trưởng nên Nga thở dài, hân nở cửa chẹp chẹp, đúng là nhân duyên mới về đã gặp lại. Tao yêu anh ấy. Tao biết, Hy vọng cả hai không còn khúc mắc nữa sẽ được ở bên nhau trọn vẹn. Tao muốn sớm sinh con. Anh ấy có nói muốn kết hôn không? Tao không nghĩ điều đó, chỉ cần anh ấy trong lòng có tao là được. Sáng hôm sau, Nga vừa ra khỏi ngõ, một đám người từ 3 đến 5 gã từ trên ô tô lao xuống bịt miệng cô, lôi đi, lúc đó sáng sớm nên chỉ có cô bán xôi thấy. Gì thế, bắt cóc à? Này mấy cậu kia? Thấy Nga ngất liệm rồi họ đưa cô lên xe, Tới hôm đó Quân nhìn đồng hồ mãi không thấy Nga tới anh ta hỏi gì Kha. Cô ấy có nói đi đâu không? Cô ấy hẹn tới làm bánh gạo mà không thể tới, tôi gọi không được. Quân quay đi, anh ta ra ngoài mở xe lái xe đi, hai vệ sĩ đi và thiện lái xe đi phía sau. Tới phòng trọ quân gặp Hân. Nga đâu rồi em? Em đang định gọi cho anh, nó cứ đi đổ rác từ sáng mà biến mất. Điện thoại để ở nhà, nó chưa bao giờ như vậy, hay là anh và nó cãi nhau? Không có, bọn anh vẫn đang bình thường, lúc ấy đi là mấy giờ? Khoảng 6 rưỡi sáng. Quân đi ra bên ngoài đường nhìn camera trên cây, anh ta bảo thiện. Đi xem camera lúc 6 rưỡi, sáng nay, chắc chắn là có vấn đề chứ không thể mất tích như thế được. Cô bán xôi ở góc lên tiếng. Cháu ơi, cô bảo này, sáng nay cô thấy từ 3 đến 4 thằng đàn ông bắt một đứa con gái lên xe. Bà có thể nhớ lúc mấy giờ không ạ? À? Khoảng 6 rưỡi. Quân đổi sắc mặt, anh ta nắm chặt tay. Tại căn nhà ngoại ô thành phố, Nga mơ màng mở mắt, cô chợt nghe tiếng tình rồi à Câu nói khiến Nga Tròn tỉnh bật dậy trước mặt cô Tùng đang ngồi đọc sách nở một nụ cười rất đon đả Anh bắt cóc tôi Anh điên à đồ bệnh hoạn Anh muốn gì Đừng nặng lời với nhau như vậy em yêu Anh đang rất kiềm chế rồi Đừng để anh buồn Tôi có người yêu rồi tôi sẽ không đùa đâu Anh ấy khéo đang đi tìm tôi cũng nên Anh để tôi về đi tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh Sẽ giữ kín chuyện này Người em yêu đang ở ngay trước mặt em đây chứ sâu xa Tôi nói thật đấy anh ấy có khi đang tìm tôi rồi Thôi nào Đừng ảo tưởng nữa Chúng ta sẽ bắt đầu lại có một mối quan hệ trước kia Anh thừa nhận là anh sai Anh không đúng mực khi làm em tổn thương Giờ anh nhận ra trong lòng anh chỉ có em Nào lại đây để anh ôm em Khi đó em sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của anh Nào lại đây Ngà bỏ chạy cô hét lên Tránh xa tôi ra Cút đi cút Trong căn phòng làm việc Quân xem đi xem lại đoạn Nga bị bắt lên xe Ánh mắt quân đầy những tia giận dữ nhìn vào màn hình kỳ mở cửa bước vào sếp tìm thấy chỗ cô nga rồi quân ra bên ngoài đoàn người theo anh ta rất đông toàn những gã xã hội đen dầu sỏ ngay trong phòng bị tùng ôm chầm lấy cô dãy rụa, bỏ tôi ra tôi xin anh tôi có người yêu rồi anh không tin kể cả có anh cũng sẽ bắt nó bỏ em anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi anh phá hoại đời tôi như vậy chưa đủ à cút đi anh phải làm gì thì em mới tin tiền hay không nó cũng không còn quan trọng nữa tôi có người yêu rồi tôi yêu anh ấy tưởng như tên điên hắn tát vào mặt nga không em không được yêu ai hết không được yêu ai đàn bà đều là những con khốn nga ôm mặt nước mắt rơi làm ơn để tôi đi đi anh ấy đang tới tìm tôi chẳng có ai tìm em cả chỉ có anh chỉ có anh thật sự yêu em anh yêu em mà nga anh xin lỗi vì đã bỏ con anh sai lầm anh sai rồi em có thể tha thứ cho anh không tùng quỳ dưới chân nga anh ta bật khóc nhưng với tâm lý không bình thường để tôi đi đi bên ngoài ánh xe chiếu vào căn nhà tính đập cửa của quân đứng bên ngoài miệng ngậm điếu thuốc anh ta quát phá cửa cánh cửa đột nhiên mở ra ngà bước ra ngoài cô chạy tới ôm chầm lấy quân chúng ta về thôi về thôi anh nói cho anh biết có chuyện gì kẻ bắt cóc em là ai họ bắt nhầm người thôi em đã giải thích rồi để anh nói chuyện thôi anh xong rồi họ đã xin lỗi em rồi đang định đưa em về thì anh tới qua rồi, mọi chuyện qua rồi mà anh. Quân mở cửa để nga lên xe, nga ngoái lại nhìn căn nhà mà cô nhớ lại khi nãy nói với Tùng. Người yêu tôi đến rồi. Tôi đã nói với anh rồi đấy. Anh nghĩ là chủ tịch ngân hàng nơi anh làm việc, anh muốn mất tất cả phải không? Anh nghĩ tôi nói đùa? Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta giật mình khi thấy Bùi Hoàng Quân. Không lẽ nào, không thể nào. Tôi chưa bao giờ nói dối điều gì. Cứu anh, anh xin lỗi. Chúng ta chưa hề có gì với nhau, anh thật sự không biết chỉ vì anh yêu em. Chúng ta kết thúc tại đây Sau này đường ai nấy đi Hãy nhớ rằng hôm nay tôi không những tha thứ cho anh mà còn cứu anh Nga bước ra bên ngoài Về tới nhà quân đã đặt lên ly bàn ly sữa nóng Sau khi Nga đi tắm ra Uống đi Hôm nay chắc em sợ lắm Làm anh lo rồi Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp Chắc chắn rồi Em làm anh không ăn cả ngày nay đấy Đi nấu gì đi Để em xem còn gì nấu đó nhé Ừ Nga quay đi thiện báo với quân qua điện thoại người ra khỏi căn nhà đó là giám đốc chi nhánh nguyễn mạnh tùng tôi đã tra hỏi bọn bắt cóc chúng nói tùng thuê chúng bắt cóc nga nói với chúng là người yêu cũ của hắn người yêu cũ vâng quân cúp máy lừ lừ anh ta suy nghĩ cô nghĩ tôi tin tưởng những lời cô nói hay sao cô dám lừa dối tôi nga bế bát miến lên trên phòng thấy quân cô đặt lên bàn anh ăn đi cho nóng quân tóm lấy tay nga anh ta trợn mất nói đi cô lừa tôi từ khi nào Em lừa gì? Anh làm em đau đấy. Còn chối à? Còn nói không? Em không hiểu anh đang nói gì, buông tay em ra. Quân cầm tay Nga nhúng thẳng vào bát miến đang nóng, ánh mắt anh ta tỏ vẻ độc ác như mất kiểm soát. Nói, sao cô dám lừa tôi hả? Nga hét lên vì bỏng, nhưng quân nhất quyết dìm tay cô vào bát nước đang nóng. Cần mưa bên ngoài báo hiệu số phận của Nga một lần nữa lại gặp vài người đàn ông đầy bạo lực. Anh ta yêu ghét rõ ràng, đặc biệt quân là kẻ rất ghét phụ nữ phản bội và lừa dối nga giật mạnh tay rồi bỏ chạy xuống bên dưới cô xả nước vào bàn tay dì kha lo lắng sao vậy sao để bỏng thế này không ổn rồi kỳ kỳ đâu rồi chuẩn bị xe đưa nga đi viện ngay kỳ vội váng lao vào vâng vâng tại bệnh viện bác sĩ sơ cứu vết bỏng và bôi thuốc vào bàn tay nga cô lặng yên ngồi như kẻ mất hồn kỳ bà và... dì kha lo lắng cậu ấy làm sao vậy chứ dì kha con không phải người thích bạo lực với phụ nữ chắc chắn là có chuyện gì đó khiến cậu ấy giận dữ lắm mới phải vậy dù là gì làm như vậy sẽ khiến cho cả hai có khoảng cách vừa mới quay lại xong giờ lại thành ra thế này hai người họ thật sự khó đến được với nhau tại quán rượu quân ngồi uống hết ly này đến đi khác đến khi lâm gàn lại thôi đủ rồi mày say lắm rồi đấy quân giật ly rượu trên tay lâm mày về trước đi có chuyện gì thì nói tao nghe xem nào rượu không thể giải quyết vấn đề gì cả rượu khiến tao quên đi nhiều thứ tao đã hết lòng tin tưởng vậy mà quân bật cười như kẻ điên anh ta nhìn bàn tay của anh rồi nghĩ tới khi nãy làm bảo nga tay quân ném chiếc ly vào tường em gái lâm nhắn cho anh trai và quân đang ở bên cạnh ly nhanh chóng xuất hiện với chiếc đầm quyến rũ màu đỏ cô ta khẽ ngồi cạnh quân tay rót rượu anh buồn ạ à? em cũng đang buồn chúng ta hợp nhau quá em mời anh một ly quân quay ra nhìn anh ta chạm cốc và tu hết ly rượu ly cười khẽ nhếch môi nga quay trở về cô nhớ lại lời quân nói và lời kỳ vừa dặn Tôi hỏi thiện thì biết cậu quân biết rõ chuyện người bắt cóc cô là người yêu cũ Nên nói chuyện cho rõ, cậu quân rất ghét ai nói dối Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói rõ với anh ta Nga ngồi chờ cả đêm dưới phòng khách nhưng quân không về Đến rạng sáng cô gọi điện đầu bên kia, Ly nghe máy Khi nào anh về? Anh quân đang ngủ ạ, à? chỉ có nhắn gì không để lát em nhắn lại cho Cô là ai vậy? em là bạn tâm giao của anh quân còn chị là ai ạ tâm giao nga bật cười khẽ rồi tắt máy mặt cô thay đổi sắc mặt cô nhìn lên bức ảnh mà quân cầm thanh kiếm nhật treo ở sảnh phòng khách chúng ta vĩnh viễn không thể dung hòa hai chúng ta là hai thế giới và trong thế giới của chúng ta đều không có đối phương trong khách sạn ly ngồi trước gương cô ta mỉm cười khi nhìn đống đổ lót vứt trên sàn đêm qua cô ta nhớ lại quân say rồi ôm lấy ly anh hỏi em lý do gì em nói dối anh Kìa anh say rồi Em là Ly mà Tại sao cô nói dối tôi hả Ly kiếng chân hôn lên quân Anh ta liền bế bổng Ly lên Và quan hệ với cô khi trong đầu nghĩ Đó là Nga Quân chợt bật dậy anh ôm đầu vì đau Ly khẽ cầm lấy ly nước đến bên cạnh Anh tỉnh rồi à Anh uống nước đi Quân chợt giật mình nhìn Ly Sao em lại ở đây Anh quên đêm qua rồi à Là anh không cho em về mà anh chưa làm gì phải không em ly tỏ vẻ buồn xùi xịt em không trách anh đâu ạ quân thở dài anh ta vội mặc quần áo trước khi ra cửa anh ta nói một câu với ly em là em gái của bạn anh anh xin lỗi nếu đã chạm vào em mong em quên đi tất cả chào em quân đóng cánh cửa lại ly lẩm bẩm anh khôn ngoan lắm quân anh biết thử đã có quan hệ với tôi nhưng vẫn nói tránh không muốn có trách nhiệm anh yên tâm Em đâu có bắt anh chịu trách nhiệm ngay, chờ kết quả xem sao đã nẻ, chủ tịch của em." Ly cười ngạo nghễ, Quân trở về nhà, Nga vẫn ngồi chờ dưới phòng khách, anh ta mặt hầm hầm đi thẳng qua. "Sáng tôi có gọi cho anh, cô nào đó nói anh đang ngủ và xưng là bạn tâm giao." Quân khựng lại. "Cô muốn nói gì?" "Tôi đã chờ anh cả đêm, dù đêm qua tôi biết anh đang ở bên cô gái khác nhưng tôi vẫn chờ anh." "Tôi phải đi làm nên cô nói nhanh đi." Chúng ta chia tay đi Lần này tôi quyết tâm rồi Quay về với người yêu cũ nếu cô muốn Nếu anh, anh yêu tôi Anh sẽ hiểu con người tôi Lòng đang hướng về ai Thế nhưng càng hướng về nhau Thì lại càng cảm thấy xa nhau hơn Tôi đã đem tình cảm của tôi dành cho anh lẩn trốn tại nước ngoài 6 tháng. Thế nhưng khi gặp lại anh, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi lại ngã vào lòng anh, nhưng anh không thực sự yêu tôi như tôi nghĩ. Tôi đồng ý chia tay, Quân quay đi, đi thẳng lên phòng, tivi bản nhạc cất vang, Nga cũng quay lưng lại nắm chặt tay. Ngoài mảnh mai nhưng bên trong sắt đá là em. Nga ngước mắt lên vừa cười vừa khóc, cười hồn nhiên nhưng tầm cán vỡ nát là anh. Quân đóng cửa phòng, anh ta ngồi bịch xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, tay anh ta ôm mặt, đầy vẻ mệt mỏi. Nga bước ra khỏi căn nhà đó và mỉm cười. Tôi biết rằng yêu một người là rất khó, yêu một người hơn mình quá nhiều lại càng khó và tôi nhận ra anh ta không hề yêu tôi như những gì tôi nghĩ. Ước gì trái tim mình là nước để khỏi có vết xước trong trái tim. Năm tháng sau, Nga chuyển vào làm việc trong Sài Gòn. Cô làm kiểm toán trong một công ty của Nhật. Hân không hẹn trước mà đến chợ của Nga chờ. Thấy Nga đi về trên chiếc xe đạp điện với cái bụng to, Hân dây túi trên tay. Mày, mày có thai rồi à Nga? Ừ, năm tháng rồi, sao thế? sao mày không nói với bố nó chia tay rồi nói làm gì dưới anh ta lại nghĩ mình muốn trục lợi thế mày định là mẹ đơn thân à ừ có sao đâu tao có công việc có thể nuôi con được mà con ngốc này có một mình sao được về bác đi về tao chăm cho không sao đâu tao nhờ chị cùng dãy trọ được hết mà con trai hay gái con trai nghiệt lắm đạp loạn xạ đêm tao không ngủ nổi nhớ giữ kín đấy tao hiểu bây giờ nói ra anh ta sẽ cướp con của bài về mất ừ dù sao cũng chia tay rồi thằng bé là con của riêng tao không phải của ai khác tao lo được nào vào đây ăn cơm luôn cả hai vào phòng trọ tv mở lên bản tin đưa cổ phiếu sàn chứng khoán của tập đoàn bùi cảnh tăng đưa bùi hoàng quân thành người giàu top năm trong nước hân nhìn theo nga khi cô nhìn lên màn hình thấy ảnh quân ánh mắt nga vẫn đầy vẻ buồn bã mỗi khi thấy người yêu cũ có những ngày tôi cảm giác như chính bản thân mình đang không biết rồi sau này cuộc đời sẽ như thế nào. Tôi đã có thai với người yêu cũ, thế nhưng vạn lời yêu thương thì cũng hết sau hai từ chia tay. Ngàn lời hứa sẽ yêu mãi cùng theo làn gió bay về trời, thời gian có xóa mở niềm đau. Sau cả ngày làm việc căng thẳng, quân ngồi một mình trong căn phòng, anh ta châm thuốc hút rồi thổi khói thuốc vì vèo. Bên ngoài thiện gõ cửa. Chủ tịch, tối nay cậu có tới bữa tiệc đó không ạ? Có, chuẩn bị đi quân dập điếu thuốc lá anh ta mở tủ thay bộ vét màu xanh lá nhạt tay anh ta vặn vòi nước rửa mặt rồi nhìn vào gương ánh mắt mệt mỏi điện thoại trên bàn reo alo anh à em mệt lắm bầu bí nên em chỉ muốn có anh ở cạnh thôi anh nói rồi mà ly anh rất bận đừng gọi cho anh để nói mấy điều vô nghĩa này nữa anh nói xét nghiệm em cũng đã để anh xét nghiệm rồi đó thôi sao giờ anh nỡ bơ mẹ con em đi như vậy em cũng là con gái cũng muốn được cưới hỏi đàng hoàng anh không yêu em Anh có trách nhiệm với con anh Chỉ vậy thôi Em cần gì cứ nói với trợ lý của anh Sẽ đáp đứng đầy đủ cho em Em chẳng cần gì Em chỉ cần anh thôi Anh có người yêu rồi Vậy ra anh không cưới đi Đó là việc của anh Nghỉ ngơi đi Quân cúp máy Ly ngồi trong phòng ôm chiếc bụng bầu lầm bầm Mẹ cô ta khuyên Thái con yếu lắm đấy Nghỉ ngơi không nên tức giận còn nhất định khiến anh ta cưới con Nó là người lắm tiền Cưới ai cũng phải suy nghĩ chứ con cứ bình tĩnh, con mang thai của cậu ta là ăn chắc rồi. Con vẫn lo lắm, lo anh ta sẽ quay lại với cô gái đó. Đừng lo, con yêu, nếu cưới đã cưới lâu rồi. Quân ngồi trên xe mở gia lô ra. Nga đã 5 tháng không vào gia lô, không đăng bất cứ điều gì. Thiện nhìn qua gương. Cậu lại nhớ cô ấy rồi. Giờ tôi không thể đối diện với Nga được. Sao tôi có thể nói tôi sắp có con với cô gái khác, dù sao cũng đã chia tay rồi. Trong lòng cậu đâu có muốn chia tay, là do cô ta mập mờ với người cũ tôi không thiết những người đàn bà như vậy chắc có nỗi khổ gì đó mà cô ấy không nói ra được cô ta bao che cho nó cả ngày chúng nó ở bên nhau làm gì ai mà biết được nếu hôm đó không cãi nhau thì tôi đã không quá say để lại hậu quả như ngày hôm nay để lỡ nhau quá lâu sẽ khó quay lại tôi tin về tính nga thì đứa bé cô ấy cũng sẽ nuôi bằng cả tấm lòng tôi không quay lại không thể đối diện với nhau được nữa nga đang ăn cơm với hân thì lại nhận được giỏ quà trong đó có sữa bầu có hoa quả ai gửi vậy không biết nhưng mà từ ngày tao bầu tháng nào cũng nhận được hay ông quân không biết nếu anh ta biết đã to chuyện vậy ai ai biết được tao còn nói với chị gái chắc bà ấy gửi nhưng tao hỏi cứ chối có khi vậy rồi thôi ăn đi lấy sức ngân sinh con ra bắc đi tao chăm cho nghe tao công ty trong này cũng đang khó khăn để tao tính ngoài ngõ xóm trọ bên trong ô tô tùng ngồi bên trong rồi đưa tiền cho người giao hàng tháng sau vẫn vậy à anh tháng nào cũng mua đúng đồ đó cho anh dạ vâng túng đi cùng một cô gái là em gái anh ta này anh có ngơ không mà tháng nào cũng vào đây chỉ để gửi đồ cho một đứa bầu không phải là con anh anh yêu mẹ nó là được rồi anh mình si tình thật đấy xưa khi yêu nhau anh không biết trân trọng nên giờ anh chỉ muốn bù đắp lại những gì anh đã làm sai anh sai quá lớn sao anh không xuất hiện kéo cô ta sẽ bổ lấy anh ngay ý anh á không thể nữa rồi cô ấy là người của người ta rồi giờ anh mới hiểu yêu là thế nào yêu là luôn nghĩ về người ấy yêu là buồn trong lòng một chút là khi cô ấy không những tha thứ cho anh mà còn cứu anh có lẽ vì cứu anh nên khiến cho cô ấy mất tất cả cô em gái lặng yên nhìn anh trai lần đầu nghiêm túc khi cúi đầu tùng khẽ rơi nước mắt anh à mạnh mẽ lên anh anh yêu cô ấy anh đã ép cô ấy phá thai là do anh ngu tuổi trẻ anh chỉ nghĩ trước mắt là do anh cô em gái bất khóc ôm anh trai sẽ có ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu, em hiểu rồi. Ngay bên trong nhà, mở rào quà, cô ấy thấy một cuốn sách cẩm nang cho mẹ bầu, xoa tay lên bụng, nga mỉm cười, mẹ đọc sách cho tôm nghe nhé. Hai tháng sau, Nga ra Hà Nội, cô xin làm việc ở kho hoa quả nhập khẩu. Một lần vô tình đi trong khu trung tâm thương mại, Nga và Ly đều vào cửa hàng đồ trẻ em, Nga đi lướt qua Ly, Ly chợt nhận ra Nga đã từng gặp trong quán, cũng biết rõ về Nga khi đang yêu quân. Cô ta thấy hân mang hai túi Ra cười với Nga Đủ đồ, đồ rồi nhá, mua thêm gì không Thôi nhanh lớn lắm, tiền để lo việc khác Mày cứ để tao mua cho cháu tao Không có bố nó đã thiệt thòi rồi Bố nó giàu có để làm cái khỉ gì Cả khu này của anh ta Mà con anh ta thì phải đi mua Hai ba bộ rẻ tiền đây Được rồi nó bé thôi, đi nào Nga đi khuất ly mới ra khỏi chỗ nấp Tay cô ta sợ lên bụng dáng vẻ toát mồ hôi Không thể nào cô ta cũng có thai nếu như, nếu như cô ta quay về Mình hết cửa phải làm sao Ly vội gọi cho anh trai Anh ơi không ổn rồi Sao thế Cô ta bạn gái của anh Quân Cô ta cũng có thai Chắc gì của thằng Quân Nó chia tay rồi mà Không Là của anh ta em chắc chắn Nhưng lý do nào đó anh ta chưa biết được Nếu anh ấy biết sẽ cưới cô ta đó anh Rồi em mất tất cả Bình tĩnh để anh giải quyết Không ai có thể thay được vị trí của em Em thấy cô ta chặn đồ bé trai Em bầu con gái Tất cả đều có lợi về phía ả à? Anh à, em không sống được mất Anh sẽ lo, yên tâm Anh em là ai chứ? Về kê cao gối ngủ ngon đi Anh định làm gì? Anh xóa sổ mẹ con nó là được chứ gì? Ly ánh mắt lo lắng Cô ta như kẻ mất hồn Thần đang chở Nga đi trên đường Rẽ vào đổ xăng Nên Nga xuống đứng chở bên đường để tránh mùi xăng Đột nhiên có gã lạ mặt bị khẩu trang Đang đứng sát Nga từ phía sau hắn bịp mồm cô rồi rút dao bấm đâm phập vào lưng nga từ phía sau hân sau khi đổ xăng xong thấy nga đi sang đường môi cô tím tái đừng đấy ta vòng sang mà nga giơ tay bàn tay đẩy máu cô ngất xỉu giữa đường hân vứt bỏ xe chạy ra đường nga thở gấp mình không thở được ai đó đâm mình từ phía sau cố lên sao lại thế nga nga ơi đừng làm tao sợ mà đẩy xe vào viện hân buổi rối cô khóc hết nước mắt vì lo và sợ tay cô run run lên bấm điện thoại lúc này quân đang tắm nên không nghe máy hân lại bấm tiếp sao anh không nghe máy vợ con anh nguy rồi quân quàng khăn tắm đi ra ngoài tóc vẫn còn ướt anh ta với điện thoại thầy dấu của hân linh cảm có điều không hay vợ nghe máy anh nghe anh ơi nguy rồi nga bị đâm nguy lắm rồi quân lái xe với tốc độ cao cúc áo còn chưa cài hết tóc vẫn ướt anh ta thấy đường tắc liền xuống xe bỏ lại xe và chạy bộ vừa chạy trong đầu quân nghĩ đến lời giang nói nga nó có thai 7 tháng rồi anh ơi con của anh đấy em cũng không định nói vì nó quyết định là mẹ đơn thân nhưng hôm nay chuyện xảy ra thế này không nói không được quân cứ chạy bộ trên đường mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh trong bệnh viện nga đang được các bác sĩ trao thờ oxy và cấp cứu kẻ chạy trên đường kẻ đang cấp cứu bản nhạc trên đường vẫn vang lên nếu như có thể xin đừng làm nhau đau vì cuộc đời dài ngắn ai biết ngày mai vết thương xác thịt đau rồi còn qua mau vậy tình cảm ta trao đau rồi làm sao khâu trái tim muốn nói một lời muốn bên em suốt đời. Chót thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Nếu như chúng ta đã thật sự yêu thương nhau, xin đừng làm nhau đau bởi vì có những vết thương mãi mãi không thể chữa khỏi, không thể hàn gắn. Quân tới cửa phòng cấp cứu, mồ hôi nhễ nhại, nghe Hân nói bác sĩ đang cấp cứu nên không rõ tình trạng. Anh ta lặng ngồi bên hiên hút thuốc như kẻ vô hồn, cho tới khi Thiện và Kỳ tới, Kỳ lo lắng. Cô ấy sao rồi? Quân không nói câu gì, Thiện vỗ vai kỳ rồi lắc đầu ý đừng hỏi gì lúc này. Tại nhà Ly, cô ta lo lắng gọi cho anh trai. Anh à sao rồi em thấy nóng ruột lắm anh ạ. À. Xong rồi sao phải nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, nó không sống được đâu. Anh đã làm gì? Anh xiên nó rồi, yên tâm đi. Ngủ đi, nghĩ nhiều ảnh hưởng đến em bé. Cô ta chết rồi à, hay như nào anh? Chết. Ly thở vào nhẹ nhõm. Đừng trách tôi, trách cô đến không đúng lúc. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nga được đẩy ra ngoài, Cơn vội đứng dậy Sao rồi bác sĩ Bác sĩ nhìn Quân Anh là gì của bệnh nhân Tôi là chồng cô ấy Sản phụ rất may chưa nguy hiểm đến tính mạng Vết đâm không sâu lắm nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật khâu Em bé cũng không bị ảnh hưởng Vì giờ cũng đã lớn Chịu khó đi Cô ấy tỉnh rồi cố gắng chăm sóc bồi dưỡng Cảm ơn bác sĩ Trong phòng bệnh khi Nga vẫn đang nằm thở bằng oxy Quân cầm bàn tay nhỏ bé của cô Anh ta đưa lên môi rồi hôn nhẹ Em gầy quá rồi Sao em không nói cho anh biết em có thai vậy? Quân ánh mắt buồn, anh ta đỏ mắt rồi tay run run sờ lên bụng của Nga. Quân đã không kiềm lòng được, anh ta bật khóc như tự trách mình. Vì anh băn khoăn nên anh đã suýt nữa mất em. Chẳng ai biết lần át tim anh chỉ có em. Anh ôm tương tư cả sáng đêm, anh xin lỗi. Kỳ đứng bên ngoài cửa lau nước mắt, Thiện đưa chiếc khăn tay. Giờ họ lại có thể bên nhau rồi chứ anh Thiện. Em không biết đâu, trong lòng xếp chưa bao giờ quên quấy cả. Còn yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau, anh tin là vậy em cũng mong họ sẽ được ở bên nhau đã để lạc mất nhau nhiều lần quá rồi ánh mắt của quân khi bước ra xe lầm lì thiện báo chưa tìm được ra kẻ gây án xem lại camera trên phố thì có vẻ hắn tình cờ đi ngang qua không có chuyện tình cờ đâu kẻ điên khi thấy bà bầu còn tránh đây là nó cố tình muốn giết người nhất định phải tóm được nó vâng chắc chắn rồi bên công an nói có gì họ sẽ gọi luôn nếu tìm ra được trước mình à chúc mừng sếp sắp có con trai đầu lòng đang lo đây Giờ về tôi phải giải quyết hết việc để còn quay lại viện. Vâng, cậu không ngủ chút. Không ngủ được, làm sao có thể ngủ được khi mà cô ấy còn đang thế kia. Sáng hôm sau khi Bình Minh ló dạng, Nga mở mắt cô lờ mờ thấy Quân đang lau tay chân cho mình. Anh, em đang mơ à? Quân vội cười tươi. Không, anh đây, anh ở đây rồi. Nga vội mở hẳn mắt, cô nhằn mặt vì vết thương. Sao anh lại ở đây vậy? Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện em giấu anh chuyện em có thai khi đó chúng ta chia tay rồi nên em không muốn nói nói ra rồi lại lỡ như kiểu trói buộc anh là bố nó anh có quyền biết con anh đang tồn tại em muốn nó sống trong khu nhà trọ trong khi bố nó lại là người giàu có em muốn tương lai của nó bị vùi dập theo ý của em sao nhưng đúng là khi đó đã chia tay nếu em nói em có thai thì anh có tin không khéo lại bảo con của người khác rồi ép tôi phá thai cũng nên anh không phải kẻ ngu dốt đến mức không biết đâu là con mình em không tranh cãi với anh nữa em đói rồi À quên, em ăn cháo hay uống sữa trước Em ăn cháo Quân bê bát cháo ra vừa thổi vừa đưa gần miệng Nga Nga thở dài Sao thế? Không thích ăn cháo à? Không phải con có bị ảnh hưởng gì không anh? Không đâu Bác sĩ bảo con lớn rồi nên không sao Em ăn vào để tầm bổ cho con Vâng Nga nhìn dáng vẻ ân cần của quân Cô lại động lòng Anh ta chăm cô từng chút một Vừa ăn hết cái này lại hỏi có ăn cái khác không anh ngủ một lúc có gì gọi anh nhé Anh không phải đi làm à Không anh làm xong việc rồi Anh đang xin bác sĩ đưa em về nhà chăm sóc cho tiện Phiền đến anh rồi Khách sáo thế anh là bố của con em mà Nga đỏ mặt liền nhắm mắt Khi cô mở ra đã thấy quân ngủ say Cô khẽ nằm nhìn quân rồi cảm thấy buồn bã Giả như anh cứ mãi ấm áp như thế này Thì tốt biết mấy Đi rút ruột nên đến tận nhà quân Khi không gọi được cho anh ta Dì Kha nói cậu ấy đi công việc rồi Có chuyện gì tôi có thể nhắn lại giúp Tôi chỉ hỏi thôi mà Sớm muộn gì tôi cũng sẽ về đây làm bà chủ cái nhà này Chị cũng nên thành thật với tôi Có gì báo cho tôi biết Tôi làm cho cậu quân chứ không làm cho ai khác Tôi cũng chỉ có nghĩa vụ báo cáo việc nhà với cậu quân Khi nào cô bước chân vào được nhà này Thì hãy tính Chị không mở to mắt mà nhìn xem tôi đang mang trong mình con của ai à Mấy người giàu như cậu quân Có con mà không có vợ là chuyện quá bình thường Chị nhớ mặt tôi đấy Nhớ chứ tôi chưa già lẫn đến mức Quên mặt nhanh đến vậy Nê tức giận ra xe đóng sầm cửa, Di Kha lầm bầm, thứ đàn bà lừa đàn ông để có thai, nhân phẩm rẻ mặt. Lâm gọi cho quân, anh ta hỏi dò, đang đâu vậy, làm vài chén đi. Đợt này bận rồi, không đi được đâu. Dự án mới à, thiếu gì người làm thay, nghỉ ngơi cho đỡ chết. Lâm này, tao hy vọng chuyện giữa tao và Ly sẽ không làm dạn nứt tình cảm bạn bè giữa tao và mày bao năm qua. Điên à, chuyện hai đứa tao không tham gia đâu. Tao sẽ có trách nhiệm với đứa bé như tao nói. Dù sao thì em tao cũng là gái chính nguyên Chỉ ít thì cũng muốn có cái danh phận Có con với nhau nữa rồi thì cưới thôi Tao đăng ký kết hôn rồi Đủ à? Khi nào lại chém đấy Vợ tao cũng sắp sinh rồi Nói thật là không đùa thế nhá Quân cúp máy lâm ôm chán Không thể nào chắc nó nói dối Quân quay trở vào thấy Nga đang ăn ngon lành Anh ta mỉm cười Anh nói chuyện với bác sĩ rồi Lát chúng ta về ở nhà sẽ có bác sĩ riêng theo bên cạnh em Vâng thế cũng được Còn đau không không em chỉ đói thôi Ừ ăn nhiều vào Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đã xong rồi Giờ em là vợ anh Sao anh gấp gáp vậy có chuyện gì à Không Anh lo bận việc rồi quên Bố mẹ có đăng ký kết hôn thì con mới có giấy khai sinh Có cả tên bố Giờ thì chị ăn và ngủ Ở cạnh anh là được rồi Chúng ta sẽ không xa nhau nữa Anh ghen à Anh không ghen đã không có chuyện gì Vì anh yêu em Quần hôn nên chán Nga nga sung sướng cười tủm tỉm ly sau khi nghe anh trai nói vậy cô ta như phát tiên vội gào khóc hét lớn trong phòng mẹ cô ta chạy vào sao vậy con mẹ bao nhiêu công sức đổ xuống biển rồi anh ta hắn là thằng khốn hắn tính trước rồi anh ta đi trước con một bước rồi mẹ là sao bình tĩnh nào con bình tĩnh nào anh ta đã đăng ký kết hôn rồi con đã gọi hỏi xác nhận rồi con còn định làm truyền thông dùm beng lên để ép anh ta nhưng mà hắn đúng là con cáo giả thằng khốn con không để yên đâu Quân sau khi ký hợp đồng xong thiện khẽ cười Cô Nga đang trên đường về rồi Ừ hôm nay tôi cũng xong việc rồi Chúc mừng sếp giờ đã có người vợ Thật nhanh trí khi sếp đăng ký kết hôn trước Cô ấy sẽ không bỏ tôi được nữa Cô Nga cũng yêu cậu Tôi thấy rõ như vậy Ánh mắt cô ấy sáng nay rất hạnh phúc Chắc chắn rồi vì từ giờ chúng tôi sẽ nhất định hạnh phúc Quân mỉm cười đưa tay tiệp giấy cho thiện Nga về nhà Đến cửa nhà thì dì Kha đã vội vã chạy ra Đi làm gì để rồi lại phải về nhỉ Dì lại trêu cháu Nga đang cười thì đúng lúc Lâm chở cô em gái đi tới Ly từ trên xe hùng hổ đi xuống Hai bà bầu đối diện nhau Dì khai nhanh trí chạy lên gọi quân Nga nhận ra Ly là cô gái quảng tay quân lần trước ở quán Ly vênh mặt Chị nhận ra giọng nói của tôi chứ Chúng ta từng nói chuyện qua điện thoại đấy Nga cũng nhớ ra Giọng cô gái ở bên quân cái đêm mà hai người cãi nhau Tôi nhận ra Ly cản giọng nói như quát vào mặt Nga Vậy chị nhìn cái bụng tôi đi Nó là tác phẩm của đêm đó đấy Là con của anh Quân Quân đi ra đến cửa Nga đỏ đôi mắt nhìn Quân Anh ta nắm chặt tay về mặt cay cú Khi Ly đang quát vào mặt Nga Ánh mắt bất lực của Nga nhìn Quân Ánh mắt như muốn nói rằng Tại sao, tại sao chúng ta lại luôn cả phải chắc trở như vậy Quân nhìn sang Nga rồi vẻ trấn tĩnh Em vào nhà đi Chuyện ở đây để anh giải quyết Ly hét lên Anh nói rõ đi, Bùi Hoàng Quân Tại sao anh lại làm vậy với tôi Quân quát Nga rồi nắm chặt tay Anh bảo em đi vào trong đi Em còn đứng đó làm gì Anh sẽ nói chuyện với em sau Nga bước đi thẳng vào nhà Ánh mắt cô đầy vẻ mệt mỏi và như lòng nặng chịu Lâm nói xen ngang Quân này, ít ra mày phải hỏi em ta một câu chứ Mày làm thế này không được đâu Quân nhìn Lâm rồi bỏ thuốc lá ra hút Mày không phải là tao Tao chỉ hỏi mày một câu Em gái mày có ngu đến mức để tao hiếp dâm không Nếu cảm thấy ấm ức có thể khởi kiện tao tao nói cho mày biết camera đêm đó tại khách sạn tao vẫn còn giữ tao say mềm người còn phải nhớ nhân viên đưa lên nếu em gái mày không muốn có thể gọi mày hoặc là lái xe của tao ở bên ngoài cơ mà cô ta đưa tao đi bằng lối cửa sau ý mày nói em gái tao gài mày chính xác là như thế mày ăn nói cho cẩn thận mày gây ra chuyện rồi bây giờ nói phủi tay tao đã làm đủ trách nhiệm là sẽ nhận đứa trẻ em mày muốn gì ở tao mày cũng biết tao đã có bạn gái thôi được rồi ly Em muốn gì ở anh Danh phận chắc chắn anh không thể cho em Vì anh có vợ rồi Ly gằn giọng Anh cố tình đăng ký kết hôn Anh cố tình làm mọi chuyện để không phải có trách nhiệm với tôi Sao anh phải cố tình trong khi anh đăng ký kết hôn với người anh yêu Anh yêu cô ấy lâu rồi Còn anh và em chẳng là gì cả Lâm tức giận tắm tay em gái Đi về, cốc cần đến nó, để ra xong ném mẹ đi Quân cười khẩy Khi nào suy nghĩ lại thì báo tao Con tao nên tao vẫn đang giang tay đón nhận Ly chỉ vào mặt quân anh sẽ phải hối hận vì đã từ bỏ tôi đàn bà quanh anh rất nhiều nhưng người anh chọn thì chỉ có một không thể vì qua một đêm mà bắt anh phải ở bên em được chị kha tiễn khách quân quay vào trong nhà không hề do dự ly lên xe bật khóc nức nở thằng khốn kiếp hắn chưa bao giờ thèm để ý đến em và con là do mày tao bảo ngay từ đầu rồi nó khó nhằn lắm mày còn cứ cố em nghĩ rằng chỉ cần có con sẽ trói được anh ta nhưng không phải như thế anh ta là kẻ máu lạnh bất cần đẻ rong trả nó cho xong chuyện nhất định anh ta sẽ phải trả giá cho chuyện này quân bước vào trong nhà thấy nga đang đứng nhìn bức ảnh của quân trên tường anh ta lại gần thì nga lên tiếng anh biết rằng sớm muộn em cũng biết chuyện nên muốn đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt thế nhưng anh quên rằng mảnh giấy đăng ký đó không quan trọng anh không biết phải nói như nào nhưng anh hứa không ai có thể xen vào gia đình ta được với cô ta là sự cố sự cố anh làm người ta có thai rồi nói đó là sự cố á cô ta gài anh em phải hiểu xung quanh anh rất khó vậy sau này anh cũng lại có sự cố à không anh hứa chỉ duy nhất lần đó chỉ có lần đó thôi em mệt mỏi lắm giờ em không muốn nghĩ gì nữa đừng nghĩ gì cả anh sẽ lo tất kể cả chuyện đứa bé đó có tới đây anh cũng sẽ gửi đi nơi khác nuôi em phải tin anh con anh sao có thể gửi đi được em đi nghỉ đây giờ em không biết phải nói gì nữa nga quay đi lặng lẽ lên phòng cô nghĩ lại lời kỳ nói khi nãy Do hôm đó cậu ấy cãi nhau với cô nên say mềm Cô ta cố tình đưa cậu ấy vào thế Quân chỉ yêu mình em Em không được lung lay Nếu để mất nhau lần nữa thì không thể tìm lại nhau được nữa đâu Cánh cửa đóng lại Nga ôm miệng khóc Cô ngoái lại nhìn rồi nấc nghẹn Miệng nói kẽ Em chỉ muốn được ở bên anh Vậy mà sao khó quá vậy Chẳng đường đã quá dài rồi Quân định mở cửa vào nhưng nghe tiếng khóc của Nga Anh cựng lại đầu tựa vào cửa rồi buồn bã Đừng khóc, anh yêu em Nga bên trong lấy hai tay ôm miệng khi thấy quân nói vậy Cô càng đau lòng hơn Tại quê Nga Bà Tuệ đang quét sân trở thấy người phụ nữ trong sang trọng đến hỏi Cho hỏi đây có phải là nhà cô Tuệ Vâng cô là Người phụ nữ bỏ kính ra Cô Tuệ nhận ra cô gái năm xưa vứt bỏ đứa con lại ở trạm giá Tay cô rơi chích trội xuống sân Tôi muốn đến tìm lại con Một tuần sau Khi xảy ra sự việc Ly tới khóc lóc Kể từ ngày đó Nga sống cùng nhà với quân Nhưng đều né tránh chạm mặt nhau Hôm nay cũng vậy Quân mở cửa phòng gia định đi lấy cà phê, thì thấy Nga đang ngồi ăn cơm một mình, anh ta thở dài nhìn cô. Từ phía sau Quân quay lại vì sợ Nga thấy Quân sẽ đứng dậy và bỏ bữa. Đêm đến khi Nga đã ngủ say, Quân mở cửa bước vào. Qua ánh trăng xuyên qua khe cửa, anh ta lặng nhìn gương mặt của Nga. Anh mệt mỏi thực sự, áp lực công việc, áp lực từ em, tất cả mọi thứ đều khiến anh rất mệt. Quân thở dài rồi lại mở cửa trở về phòng. Nga mở mắt cô buồn bã. Đêm hôm đó sấm sét vang lên, Nga dậy đóng cửa sổ, cô thấy bình nước hết, điền ra ngoài thì thấy dì Kha đứng ở cầu thang. Ôi, cô làm cháu giật mình, sao cô không ngủ mà lại đứng đây? Đêm nay sấm chớp nhiều quá nên tôi lo. Cô lo gì? Nhà kiểu gì chẳng có chống xét. Nga thấy dì Kha cứ nhìn vào phía phòng quân. Tôi lo cho cậu quân, cậu ấy rất sợ sấm chớp. Trời, anh ấy lớn rồi mà gì? Không, cậu ấy mắc bệnh tâm lý rất nặng. Ngay tới đây, Nga khựng lại. Để cháu xem anh nghỉ ngủ trưa rồi báo cho cô cậu ấy ở góc phòng Nga thấy lo lo vì câu nói của dì Kha Cô bước vào phòng quân Sấm chấp lẹ lên nhìn trên giường quân không có nằm trên đó Cô chợt nghĩ tới lời dì Kha Nhìn quanh góc phòng sau tấm rèm cửa Nga thấy bàn chân của quân run rẩy Tay Nga kéo tấm rèm Quân ngồi ôm đầu trong khóc phòng Người nhễ nhại mồ hôi Nga thấy quân như đứa trẻ đang sợ dệt điều gì đó Cô khẽ ngồi xuống xoa đầu quân Anh sợ sấm chớp à Đừng sợ quém ở đây rồi Đừng, đừng đánh tôi Mẹ đừng để ông ta đánh con mà mẹ Nghe thấy quân cứ lầm bầm câu nói đó Cô chợt thấy quân có lẽ trong quá khứ Có điều gì đó đã khiến anh tổn thương sâu sắc Anh không còn là người đàn ông kiêu ngạo nữa Giờ anh giống như một đứa trẻ non nớt yếu ớt Không có điểm tựa Em ở đây mà, ai dám đánh anh chứ Có em và con đây Nga cầm tay quân đặt lên bụng mình Quân ngẩng lên run rẩy Nga móc trong túi điện thoại và tai nghe Cô đeo lên cho quân Bản nhạc tình ca miệng nở nụ cười Đừng sợ nữa, chỉ là sấm chấp thôi mà Quân đột nhiên bật khóc anh tự đầu vào vai Nga Cô xoa lưng quân Anh vất vả lâu rồi Anh sắp làm bố rồi Thế nên sầm chấp có là gì Không có gì phải sợ hết Có em và con ở đây rồi Anh... Anh không cần nói gì cả Em hiểu mà Khi quân lên giường nằm Bàn tay anh vẫn run rẩy Nên nắm chặt tay Nga Nga thức trắng đêm ngồi trong quân Cô không bỏ anh luôn lại một mình Cô thấy rất thương quân Hóa ra quả khứ nó vẫn là thứ ám ảnh kinh khủng đến vậy Bao năm qua anh đều như vậy Anh tự đối diện với nỗi sợ anh là kẻ đáng thương quân à sáng hôm sau khi quân tỉnh dậy anh đi xuống thấy nga đon đả anh dậy rồi à ăn sáng thôi ừ. quân gượng gạo anh ngại chuyện đêm qua anh ngồi xuống bàn anh ăn giúp đi ăn nóng cho khỏe nga này chuyện hôm qua có lẽ anh đã làm em sợ chuyện gì em chẳng nhớ chuyện gì cả em đói rồi ăn thôi trên tv xuất hiện đoạn video của ly tự quay và phát tán trên mạng anh ta hiếp dâm tôi anh ta là chủ tịch tập đoàn bùi cảnh tức là bùi hoàng quân Hắn hãm hiếp tôi dẫn đến việc tôi có thai Rồi hắn chối bỏ Hắn ép tôi phá thai nhưng mà tôi đã không làm điều đó Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các cô gái Kẻ lắm tiền cũng lắm tật như bùi hoàng quân hãy tránh xa Vâng, vụ bê bối của chủ tịch tập đoàn bùi cảnh có phải sự thật không? Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tiếp theo Quân ôm chán khi nghe Lê đang tố rằng anh đã hiếp dâm Cô ta thông tin về chủ tịch tập đoàn Bùi Cảnh hiếp dâm đã khiến cổ phiếu của công ty ngay trong ngày sụt giảm đến mức kỷ lục. Trong trại giam, bố của con nhìn lên màn hình, ông ta thở dài nói với em, con tôi gặp chuyện rồi có cần chúng ta giải quyết không tôi nghĩ nó sẽ lo được nó tất nhiên sẽ không hiếp dâm không có tội nên không phải sợ quân ngồi trong phòng làm việc điện thoại reo liên tục như anh ta chỉ ngồi ngậm hút thuốc rồi nhìn ra ô cửa sổ thiện đi vào điểm đạm cô ta muốn gặp sếp không gặp vâng tôi đã sắp xếp một buổi họp báo rồi đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi tại sài gòn mẹ đẻ của nga bà thương cầm bức ảnh chụp cô con gái bà ta ngồi khóc một mình bên hiên ánh mắt say dứt Mẹ muốn gặp con nhưng mẹ sợ Mẹ sợ con sẽ xua đuổi mẹ Bà ta nhớ lại lúc nói chuyện với bà Tuệ Tôi muốn đến nhận lại con mình Cô có tư cách đó sao Cô bảo nó khi mới đỏ hòn Giờ cô quay về đây nói nhận là nhận Tôi biết và rất cảm ơn chị Đã thay tôi chăm sóc nó Ngày trước tôi còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn Tôi sợ là sẽ không lo được cho nó Chỉ vì sợ không lo được cho con Mà vứt bỏ đi giọt máu của chính mình nếu ai cũng như cô thì sẽ chẳng có ai dám sinh con cả. tôi yêu thương nó hơn cả con đẻ của mình. chị về đi, chuyện ngày hôm nay sẽ là bí mật mãi mãi. tôi đã phải giấu họ hàng vì cùng năm đó tôi cũng có thai nhưng không may cháu mất. vợ chồng tôi đóng kín cửa chăm con rồi chuyển nhà để cháu lớn mới báo với họ hàng. chúng tôi còn phải nói dối là sợ con khó nuôi nên mới phải bán nhà cũ. chỉ đừng để con bé biết rằng nó đã từng bị mẹ bỏ rơi trong khi nó đang có một gia đình êm ấm, một người bố và mẹ hết lòng yêu thương bà thương bật khóc bà ta hối hận tôi có đi tìm con nhưng không thấy tôi vẫn tiếp tục tìm con cuối cùng cũng thấy nhưng chị đã nói vậy tôi không dám nhận con bé nữa tôi không muốn con bé phải đau khổ khi biết chuyện quá khứ tôi chỉ xin chị cho tôi xin một tấm hình của con bé cho tôi được theo dõi cháu tử ra tôi xin chị bà thương ngẩn người ngồi cầm bức ảnh đến khi thảo bước vào mẹ xuống ăn cơm đi ừ mẹ xuống ngay Thấy mẹ khóc bức ảnh trên tay bà rơi xuống Thảo nhặt lên rồi nhìn và giật mình Mẹ, sao mẹ lại có ảnh của cô ta Cô ta là ai Đây chính là cô gái mà Bùi Hoàng Quân yêu Anh ta bảo con chính là vì con nhỏ này Con có nhầm lẫn không Không sai được Mặt cô ta con quên làm sao được Quân đang bị tố hiếp dâm Con biết là anh ta chẳng thèm gái đến mức đó Nhưng mà vẫn vui vì cuối cùng cũng có kẻ phá được anh ta Cô gái trong ảnh là con gái của mẹ Đứa trẻ mẹ đã đi tìm suốt những năm qua Sao ạ? À? Không thể nào mẹ đừng đùa con Đó là sự thật Đó là con gái của mẹ Thảo buông thõng tay khi thấy số phận trớ trêu Trời đổ cơn mưa Nga gập chăn gối trong phòng rồi nghĩ đến chuyện đêm qua Sau đó lại là chuyện ly tố quân hiếp dâm Nga thở dài Anh chắc mệt mỏi lắm phải không Giờ có lẽ anh đang dối lắm rồi Điện thoại của Nga reo lên Quân gọi về Em đang làm gì vậy Em đang ngồi trong phòng thôi Chuyện sao rồi anh không sao em không cần lo chuyện này chỉ cần em tin anh không hiếp dâm cô ta là được tất nhiên là em biết anh không hề làm chuyện đó nhưng còn xã hội ngoài kia chỉ cần em tin anh là đủ ngoài kia anh không quan tâm tối nay anh vẫn sẽ về ăn cơm bình thường nhờ nấu đấy vâng quân cúp máy bước ra ngoài phòng họp báo cánh phóng viên bấm máy chụp liên tục anh ta vẫn điểm đạm nở nụ cười đon đả chào mọi người xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu rồi chắc là mọi người đang nóng lòng lắm phóng viên nhôn nhau xin đứng lên nói đại diện được mời đứng dậy xin chào chủ tịch bùi hoàng quân chuyện sáng nay chắc chủ tịch đã biết có thể cho chúng tôi câu trả lời không ạ có đúng là chủ tịch hiếp dâm cô gái đó không ạ đứa trẻ mà cô gái đó mang trong người đúng là con của tôi nga ở nhà xem tv dì kha và nga hồi hộp lo lắng theo dõi buổi họp báo nga đưa tay lên ngực cô giữ chặt cô nhìn chiếc nhẫn trên tay chiếc nhẫn cưới mà quân đeo cho cô hôm ở viện trong buổi họp báo quân vẫn cười khẽ vẻ điềm đạm đúng con của tôi nhưng tôi chắc chắn không hiếp dâm ai cả tôi cũng đã mời công an vào cuộc điều tra nếu như cảm thấy tôi có hành vi hiếp dâm để cấu thành tội phạm các bạn biết đấy tôi là một doanh nhân đàn bà quanh tôi rất nhiều nên đôi khi không thể tránh được một vài sai lầm không đáng có có phải cô gái đó muốn anh kết hôn nhưng anh không làm cho nên cô ấy mấy cây cú lên và tối như vậy không ạ kết hôn tôi đã kết hôn rồi quân đưa tay chỉ chiếc nhẫn đang đeo tôi đã có vợ phòng khám ồ lên hỏi chụp bàn tay quân đeo nhẫn Xin hỏi chủ tịch kết hôn khi nào ạ? Cuối tuần này tôi sẽ kết hôn. Vợ tôi đang mang thai tháng thứ 8 nên tôi không muốn tạo áp lực hay khiến cô ấy mệt mỏi. Tức là cô gái kia đang mang thai ở tháng thứ 6. Vậy tức là trong thời gian chung sống với vợ anh đã ngoại tình. Không thể nói đó là ngoại tình được. Đó chỉ là sai lầm của một đêm say rượu. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng tôi hiểu rồi. Vậy vợ anh có phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Cô ấy có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng cô ấy vẫn tin tôi bởi vì tôi yêu vợ mình nên tôi mới mở cuộc họp báo để cho rõ ràng. Tôi không cần phải giải thích gì với ai hết, nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Đám phóng viên vỗ tay, quân đứng dậy rời đi. Anh ta nhếch môi cười bảo thiện, mời họ ăn uống cẩn thận, mọi chuyện xong rồi. Ly ở nhà nhận được tin của mọi người, họ xì xào nói Facebook của cô ta rằng Biết người ta có vợ lại còn cố tình chói, lại đàn bà mưu mô người ta nhận đứa trẻ chứ có bảo là không nhận đâu mà lên bù lu bù loa lên để phá gia đình người ta. Ham giàu à? không có cửa đâu ly như phát điên cô ta ném chiếc laptop vào tường không sao anh ta lại có thể biến mình thành kẻ phá hoại anh ta chứ không ai được tin hắn bùi hoàng quân là kẻ xảo quyệt mẹ ly vào trong phòng hô lớn công an đến tìm con họ nói là điều tra về vụ con tố bùi hoàng quân phải làm sao đây nhớ họ biết đêm đó thằng quân say chắc chắn là hắn sẽ thoát tội hắn biết sẽ thoát tội công an tới chỉ đã bước đầu thôi hắn tính hết rồi thế nó mới là doanh nhân mẹ bảo đừng dây dưa mà còn cố Nga nghe Quân nói câu Tôi yêu cô ấy Ngay lúc đó Nga đã bật khóc Cô ôm miệng Em cũng yêu anh Quân sau khi họp xong cổ đông Anh ta vội vã muốn trở về nhà Nga ở nhà đi đi lại lại đứng chờ ở cổng Quân vừa ra bên ngoài thì Lâm vẫy tay Quân giơ tay ý bảo vệ sĩ tránh ra Để nói chuyện riêng Lâm cười khi đứng bên kia đường Quân bước sang Mày làm thế với em tao có nghĩ đến hậu quả không? Em mày trước khi nói có nghĩ đến hậu quả không? Tao đã nói đừng hy vọng gì ở tao cả. Được. Lâm rút súng ra đến gần quân, hắn nổ súng bắn bọt phát vào bụng quân. Quân tóm chặt vai Lâm. Mày... Thiện thấy không ổn liền hô và chạy sang. Lâm đẩy quân ra rồi bỏ chạy, lên xe. Quân gục xuống đường. Điện thoại của anh ta reo lên. Miệng quân bắt đầu ứa máu. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng máu. Anh ta vẫn cố nghe điện thoại Nga gọi. Anh về chưa? Em nấu cơm xong rồi, chờ anh về ăn thôi. Có thể hôm nay anh về muộn, nhưng chắc chắn sẽ về. Nga này, anh xin lỗi Vì yêu em mà chẳng dám thổ lộ Yêu em mà chẳng nói nên lời Đến lúc chìm sâu vào giấc ngủ mới chợt nhận ra Rất thương nhớ em Nay sao nói xến xúa thế Nhanh lên nhá em chờ anh về Quân rơi nước mắt Nhất định rồi anh sẽ về Anh yêu em Em cũng vậy em rất yêu anh Quân mím chặt môi anh ta buông thóng tay Cơn sấm dớp nổ ra Ngay nhìn lên bầu trời ánh mắt đầy lo lắng Bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện ống thở đặt vội vàng lên gương mặt Quân, Quân mở mắt nhìn ánh đèn, anh ta nhớ lần đầu gặp Nga khi cô say và hét vào mặt Quân rằng cô ghét đàn ông. Quân nhớ lần ghé cơ quan đấy thấy Nga đang làm việc, anh ta chỉ biết đứng từ xa và cười một mình. Tình yêu đôi khi chỉ cần đứng lặng lẽ theo dõi người mình yêu từ xa, chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc, thậm chí hy sinh tất cả không hề hối tiếc, đó chính là tình yêu. Tiếng bác sĩ hô lớn, tim ngừng đập rồi Nga tuột chiếc nhẫn cưới trên tay xuống đất Len canh cô vội vã nhặt lên Sao vậy cháu Tay cháu gầy nên nó nới lòng ra thôi Rơi nhẫn cưới chắc không có điểm gì đâu cô nhỉ Kỳ hớt hải chạy vào Không xong rồi Có chuyện gấp rồi Xếp bị bắn Nga quay lại Mái tóc cô khẽ bay lên Tay vẫn cầm chiếc nhẫn Cô lắc đầu Không đâu Không thể nào 6 tháng sau Bà thương bế con trai của Nga Đi từ trên xuống hỏi gì Kha Cháu nó có bảo đi đâu không chị chắc lại ra mộ rồi bà thương ánh mắt buồn bã nga tay cầm bó hoa đặt lên mộ từ xa có tiếng gọi sao không chờ anh quân mặc bộ vest đen đang hớt hải đi vào anh lúc nào cũng bận dẫu em gái ai lại ra muộn đợt này anh làm việc quá em à anh hôm nay ra muộn em gái thông cảm cho anh nhé quân và nga dặn sạch sẽ mộ thắp hương xong quân bảo anh với chị cuối tuần này cưới cô nhớ về ăn cố với anh chị đấy quân nắm lấy tay nga Cả hai nắm tay nhau lặng lẽ rời khỏi khu mộ Sáu tháng trước anh cũng làm em suýt hết hồn Suýt nữa ra đây nằm nhỉ Anh còn đùa được à May là anh tỉnh nếu không thì Anh không tỉnh để em đi lấy chồng à Điên à lấy ai được Biết đâu được Dù sao cũng qua rồi cho qua đi Nga mỉm cười gật nhẹ đầu Cả hai đứng nhìn hoàng hôn lặn dần trên núi Hôn lễ của đại gia Bùi Hoàng Quân diễn ra trong không khí tưng bừng của bạn bè cô dâu chú rể đến đông đủ. Nga bước vào lễ đường trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, tay cầm báo hoa lan nhẹ nhàng bước vào trong. Bên dưới Nga thấy Tùng đang ngồi vỗ tay khi Nga đi ra. Nga cười nhẹ với Tùng, Tùng đỏ mắt miệng nói câu, anh chúc em hạnh phúc. Nga gật nhẹ rồi bước tới chỗ chú rể mặc bộ vét trắng lịch lắm. Bà thương và các chị bật khóc khi thấy Nga kết hôn. Chị Nga buồn. Nó đã đi khỏi nhà từ lâu mà sao lúc nó lấy chồng vẫn buồn mẹ nhỉ? Đẻ đống con gái không đứa nào ở với mẹ, chúng mày cứ đi hết. Mẹ đang ở với con gái út còn gì nữa Mẹ chăm con cho nó chưa ở lâu làm sao được Nó bảo mẹ phải ở với nó nếu không nó không chịu đâu đấy Rồi rồi mẹ ở với nó chán thì mẹ về Bà Thương đứng từ xa nhìn con gái Quay lên xe Thảo ngồi sẵn trên xe Mẹ không vào chút sau Mẹ chỉ dám nhìn từ xa thôi Còn bé hạnh phúc là được rồi Quân yêu Nga thật lòng Con vẫn ghen tị với họ Nhưng duyên ai người đó hưởng vậy Con cũng đang hạnh phúc bên người con thương mà Mẹ đều mong các con hạnh phúc Quân tay bế con Tay cầm mic nói Em từng hỏi tôi em là thứ mấy trong cuộc đời tôi Bây giờ tôi có thể trả lời em Trong cuộc đời tôi người mà tôi yêu thật lòng Và duy nhất đó là em Và em là duy nhất Nga ôm lấy quân hôn lên mà anh và con trai Ngay trên lễ đường Em rất hạnh phúc Cảm ơn anh đã đến bên em Tiếng mọi người vỗ tay tung lặng lẽ rời khỏi lễ cưới Lâm đã bị bắt sau khi bắn quân Ly đã ra nước ngoài sinh sống và cắt liên lạc với quân, cũng không trả con hay có liên hệ gì khác. Nga ném bó hoa ra sau, ba cô bạn Hạnh Cúc và Hân tranh nhau tóm lấy báo hoa. Tôi cười tươi nhìn quân bên cạnh và lúc này tôi có thể chắc chắn rằng, trong tình yêu, bạn không phải là thứ mấy, trong tình yêu, bạn chỉ có thể là duy nhất.